Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Giữ tâm tốt, nói lời tốt, làm việc tốt, làm người tốt, tự mình chuyển nghiệp, nuôi dưỡng hạt giống quang minh về thế giới phương Tây Cực Lạc, nơi hội tụ thượng thiện nhân. Bước đầu học Phật, phần 1, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, người đọc Khải Toàn. Lời đầu sách. Chúng tôi viết quyển sách này cho những người mới bắt đầu học Phật. Bước đầu tuy tầm thường, song không kém phần quan trọng. Nếu bước đầu đi sai, những bước sau đó khó mà đúng được. Người học Phật khi mới vào đạo không hiểu đúng tinh thần Phật giáo, về sau sẽ hỏng cả một đời tu. Người có trách nhiệm hướng dẫn không thể xem thường kẻ mới học, cần phải xây dựng có một căn bản vững chắc, đi đúng đường hướng của Phật dạy, hiểu Phật giáo một cách đúng đắn, mới mong thành một Phật tử chân chánh. Vì muốn chỉ lẽ chánh tà để người mới vào đạo khỏi lầm lẫn, nên chúng tôi mạnh dạn chỉ thẳng những điều sai lầm, những sai lầm hiện có trong Phật giáo. Làm như thế không có nghĩa chúng tôi muốn vạch lưng chỉ thẹo cho kẻ khác thấy, mà cốt yếu muốn gây dựng lại một nếp sống Phật giáo phù hợp với hiện tại và mai sau. Chúng ta sống trong thời khoa học, cần phải truyền bá Phật giáo thích ứng với chân lý, gần với sự thật. Bản chất của Phật giáo đã là chân lý, là sự thật. Chúng ta đừng làm méo nó, khiến kẻ bàng quan hiểu lầm Phật giáo. Với nhiệt tình, chúng tôi một bề đã phá những mê tín đang ẩn náu trong Phật giáo, để cho bộ mặt Phật giáo trắng sạch hơn, không còn những thứ lọ nhơ làm lem luốc. Tinh thần tồi tà phụ chánh, chúng tôi chịu trách nhiệm những gì chúng tôi đã nói và hoàn toàn chịu trách nhiệm với những ai không hài lòng phiền trách chúng tôi. Kính ghi Thích Thanh Từ. Mở đề. Chúng sanh đang chìm đắm trong biển khổ sanh tử, dông thuyền ra cứu vớt họ là sự ra đời của đạo Phật. Đêm tối vô minh che phủ tất cả chúng sanh, cầm đuốc sáng soi đường cho họ là trách nhiệm của đạo Phật. Đạo Phật đến với chúng sanh trong một niềm khát vọng vô biên, một sự trông chờ tột độ. Nhưng con thuyền có giá trị cứu mạng khi nào người sắp chết chìm biết bám lấy nó. Ngọn đuốc là một cứu tinh khi những kẻ lạc đường trong đêm tối khát khao muốn thoát ra. Con thuyền và ngọn đuốc sẽ vô bổ nếu những kẻ sắp chết chìm và người lạc trong đêm tối chấp nhận cái gì mình đang chịu. Cũng thế, đạo Phật sẽ vô ích với những chúng sanh chấp nhận sanh tử và an phận trong vô minh. Vì thế, đạo Phật có mặt trên thế giới này đã hơn 2.500 năm, còn biết bao người nhìn nó với cặp mắt xa lạ. Song những kẻ đã nếm được pháp vị ấy, thấy công đức của đạo Phật đối với mình vô vàn không sao kể hết. Thật đúng với câu Phật hóa hữu duyên nhân. Định nghĩa: đứng về hành động, đạo Phật là con đường đưa người trở về cố hương giác ngộ, hoặc đạo Phật là phương pháp giúp người tiến tu đến giác ngộ. Đứng về thực thể, đạo Phật là tánh giác sẵn có của tất cả chúng sanh. Những kẻ phiêu lưu ở tha phương viễn xứ ước mơ khao khát trở về cố hương, đạo Phật là tấm bản đồ vẽ rõ con đường trở về cố hương, do bàn tay của người đồng cảnh ngộ đã trở về đến tận quê nhà, Đức Thích Ca Mâu Ni.
nếu ý thức được cảnh khổ của người xa quê, một lòng quyết chí trở về cố hương, được người trao tay cho tấm bản đồ. Biết rõ con đường về quê thì còn sung sướng nào hơn? Không cam chìm sâu trong đêm tối vô minh, người cương quyết tiến lên con đường giác ngộ, nắm vững những phương tiện tiến tu, chắc chắn sớm chiều sẽ được mãn nguyện. Đứng trên bờ biển, thấy toàn biển đều là sóng, bởi cơn gió mạnh, người ta ngơ ngác không biết làm sao tìm ra nước biển. Nếu đây là sóng, thì nước biển ở đâu? Những lượn sóng đuổi nhau, lặng hợp hò hét ầm ĩ. Mặt biển là những cái biến động ấy sao? Người sáng suốt nghe thế, họ bảo rằng, chính sóng ấy tức là nước. Cái biển động kia chỉ là hiện tượng của mặt biển tĩnh lặng. Hãy ngay nơi sóng, chúng ta nhận ra nước. Trên cái biến động biết được thể tịnh. Hiện tướng vô minh và tánh giác cũng thế. Tất cả những vọng tưởng điên đảo là hiện tướng vô minh, vọng tưởng lặng lẽ là tánh giác thanh tịnh. Tuy hai tên hai tướng khác nhau, song không thể rời vô minh tìm được tánh giác, nhưng sống với nước. Tánh giác là cái thể chẳng sanh chẳng diệt của mỗi người chúng ta, hằng tàn ẩn trong người vô thường. Vô thường sanh diệt này, như thể tĩnh lặng của mặt biển, sẵn có trên tướng biến động ầm ĩ. Bởi chúng sanh sẵn có tánh giác mà quên, nên Đức Thích Ca thương xót giáo hóa chỉ dạy cho thức tỉnh. Đó là đạo Phật. Chủ yếu của đạo Phật là giác ngộ, nên được biểu trưng bằng phóng quang, ngọc minh châu, cây đuốc, ngọn đèn. Nói đến đạo Phật là nói đến giác ngộ. Mọi hình thức mê tín hiện có trong đạo Phật do người sao ứng dụng sai lầm, chứ không phải thực chất của đạo Phật. Lý thuyết. Phần lý thuyết của đạo Phật rất phong phú, nói chung là tam tạng giáo điển, gồm tạng kinh, tạng luật và tạng luận. Tam tạng này hiện ứng hành có hai văn hệ, Pali tạng, Hán tạng. Pali tạng thuộc Nam truyền Phật giáo, Hán tạng thuộc Bắc truyền Phật giáo. Ở đây chúng tôi nói về hệ thống Hán tạng. Bộ Hán tạng hiện do Nhật Bản và Đài Loan ứng hành, gồm trên 5.000 quyển. Thật là một kho tàng văn hóa dồi dào, chính những người tu sĩ Phật giáo cũng chưa chắc đã đọc hết. Trong ba tạng, quan trọng nhất là tạng kinh, vì tạng luận là giải thích lại tạng kinh, còn tạng luật nói rõ về nghi thức luật lệ của người tu. Trong tạng kinh, tổng quát chia làm ba phần: hệ thống A Hàm, hệ thống Bát Nhã, hệ thống Pháp Hoa, Niết Bàn, Hoa Nghiêm. Hệ thống A Hàm giải thích về triết lý vô thường, khổ, không, vô ngã. Hệ thống Bát Nhã giải thích tự tánh các pháp là không, chỗ tánh không ấy là tướng chân thật. Hệ thống Pháp Hoa, Niết Bàn, Hoa Nghiêm giải thích chúng sanh sẵn có tánh giác, gọi là trí tuệ Phật, tri kiến Phật, Niết Bàn. Tuy nhiên, vì truyền bá lâu xa khó tránh khỏi những tư tưởng tập lục sai lầm, chen lẫn trong chánh pháp. Chúng ta muốn phán định chánh tà, trong kinh có dạy dùng tứ pháp ấn, tam pháp ấn, đệ nhất pháp ấn để ấn định đúng sai. Tứ pháp ấn là vô thường, khổ, không, vô ngã. Tất cả những kinh thuộc hệ A Hàm nói không ngoài bốn ý này. Nếu nói khác, bốn lý này là tà thuyết. Tam pháp ấn
là chư hạnh vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tịnh. Đây là chùm cả về tiểu thừa lẫn đại thừa, đều nằm gọn trong ấy. Đệ nhất pháp ấn là nhất tâm chân như, phần này chỉ riêng hệ thống pháp hoa, không can hệ đến hai hệ thống kia. Nắm được cái căn bản này, chúng ta tạm biết cương yếu học Phật. Phần lý thuyết của đạo Phật khác hẳn với lý thuyết của những triết gia học giả khác, bởi vì họ dùng suy nghĩ tư tưởng biện thuyết, còn đây do Đức Phật sau khi giác ngộ thấy lẽ thật như thế, tùy hoàn cảnh trường hợp đem ra chỉ dạy cho người. Người khéo ứng dụng lời Phật dạy vào cuộc sống sẽ được kết quả tốt đẹp, hoàn toàn không họa hại. Cho nên trong kinh nói, lời Phật nói trước, giữa, sau đều thiện. Thực hành, ứng dụng phần lý thuyết trên vào cuộc sống hiện tại sẽ được kết quả tùy theo khả năng phương pháp mình thực hành. Sự thực hành có chia làm nhiều thứ bậc: ngũ thừa, tam thừa, nhất thừa. Chữ thừa ở đây ví dụ cỗ xe chở người đi. Từ vị trí con người chở đến con người là nhân thừa. Từ vị trí con người chở đến quả vị chư thiên gọi là thiên thừa. Từ vị trí con người chở đến quả vị thanh văn gọi là thanh văn thừa. Từ vị trí con người chở đến quả vị duyên giác gọi là duyên giác thừa. Từ vị trí con người chở đến quả vị Bồ Tát gọi là Bồ Tát thừa. Đó gọi là ngũ thừa. Bỏ hai phần nhân thừa và thiên thừa, còn lại ba thừa sau gọi là tam thừa. Từ vị trí con người phàm phu chở thẳng đến quả vị Phật gọi là Phật thừa hay nhất thừa. Từ vị trí con người đến vị trí con người mai hậu là ứng dụng tu hành tam quy, ngũ giới và những nề nếp sống hiền lành chân thật của con người. Từ vị trí con người đến quả vị chư thiên, ứng dụng pháp thập thiện vào đời sống tu hành và thiền định từ sơ thiền đến tứ thiền. Từ vị trí con người đến quả vị thanh văn, ứng dụng pháp tứ đế để tu hành. Từ vị trí con người đến quả vị duyên giác, ứng dụng pháp thập thị nhân duyên tu hành. Từ vị trí con người đến quả vị Bồ Tát, ứng dụng pháp lục độ tu hành. Từ vị trí con người phàm phu thẳng đến quả vị Phật, ứng dụng phương pháp tức tâm là Phật tu hành. Ví như chúng ta muốn đi đến vị trí nào, khi ra bến xe liền tìm xe đi về vị trí ấy để leo lên, sẽ đưa chúng ta đến đích như chỗ mong muốn. Đạo Phật cũng thế, tùy theo sở thích của người mà lập nhiều pháp môn. Ưng pháp môn nào ứng dụng tu hành đều có kết quả đúng như sở nguyện. Đó là phương tiện tùy cơ của Đức Phật trên phương pháp giáo hóa chúng sanh. Nếu nói thẳng bản hoài của Ngài, chỉ muốn chúng sanh thành Phật là mục tiêu duy nhất. Đạo Phật truyền sang Trung Quốc lại chia thành nhiều tông phái. Mỗi tông phái y cứ trên những bộ kinh hay luận làm chủ yếu do sự tu hành. Nếu nói rộng, có cả thảy 10 tông. Nói hẹp, theo sự truyền bá hiện tại có 4 tông. Hiện nay còn 4 tông đang lưu hành là Thiên Thai Tông, Thiền Tông, Mật Tông, Tịnh Độ Tông. Phật giáo Việt Nam chịu ảnh hưởng bởi Phật giáo Trung Quốc, sự lưu hành các tông phái cũng tương tự Trung Quốc. Truyền bá, ở đây nói truyền bá là đi thẳng vào phương pháp, không căn cứ trên lịch sử. Những lời dạy của Đức Phật được gọi là kinh bởi hai lý do: hợp lý và hợp cơ.
một chân lý dù cao siêu đến đâu cũng không ứng dụng được vào cuộc đời. Chân lý ấy trở thành không nền tảng, chỉ lơ lửng trên không trung. Chân lý không áp dụng được cho người sẽ là vô ích. Truyền bá sự vô ích thật là làm một điều vô nghĩa. Lời Phật dạy đúng chân lý gọi là hợp lý. Song lời dạy ấy cũng phải hợp căn cơ trình độ của con người đương thời thì họ mới ứng dụng được. Hợp lý hợp cơ là hai điều kiện không thể thiếu trên phương diện truyền bá. Nếu chỉ dạy thích hợp sự ưa thích của người mà không có chân lý sẽ đưa đến mê tín và tội lỗi. Một trọng trách của người truyền bá phải nhận định sáng suốt để không bị lỗi thời hay sai chân lý. Chỗ này, Khải Toàn xin nói lại cho quý vị nhớ, những vị tìm hiểu đạo Phật, thập thiện nghiệp đạo là 10 điều lành. Không sát sanh, không trộm cướp, không tà hạnh là 3 nghiệp nơi thân. Không nói dối, không nói hai chiều, không nói lời hung dữ thô ác, không nói lời trau chuốt là 4 nghiệp ở miệng. Không tham dục, không sân giận, không tà kiến là 3 nghiệp ở ý. Thập thiện nghiệp đạo là gốc cho cư sĩ tại gia lẫn người xuất gia. Ứng dụng thập thiện vào đời sống, sau đó quý vị hướng đến từng quả vị, chọn cho mình chuyến xe. Ngũ thừa, tam thừa, nhất thừa, mỗi chuyến xe đến một bến bờ quả vị, từ thấp đến cao. Từ vị trí con người chở đến con người là nhân thừa. Từ vị trí con người chở đến quả vị chư thiên gọi là thiên thừa. Từ vị trí con người chở đến quả vị thanh văn gọi là thanh văn thừa. Từ vị trí con người chở đến quả vị duyên giác gọi là duyên giác thừa. Từ vị trí con người chở đến quả vị Bồ Tát gọi là Bồ Tát thừa. Ngũ thừa, từ nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa. Bỏ hai phần nhân thừa và thiên thừa, còn lại 3 phần thừa sau gọi là tam thừa. Từ vị trí con người phàm phu chở thẳng đến quả vị Phật gọi là Phật thừa hay nhất thừa. Vì vậy, quý vị ứng dụng pháp thập thiện vào đời sống tu hành là điều kiện căn bản, rồi mới đến thiền định, từ sơ thiền đến tứ thiền. Từ vị trí con người đến quả vị thanh văn, ứng dụng pháp tứ đế để tu hành. Từ vị trí con người đến quả vị duyên giác, ứng dụng pháp thập nhị nhân duyên tu hành. Từ vị trí con người đến quả vị Bồ Tát, ứng dụng pháp lục độ tu hành. Từ vị trí con người phàm phu chở thẳng đến quả vị Phật, ứng dụng phương pháp tức tâm là Phật tu hành. Chính vì có những chuyến xe như thế, quý vị sơ học ứng dụng thập thiện và pháp tứ đế để tu hành trên đường học Phật. Hợp lý, hợp cơ là hai điều kiện không thể thiếu trên phương diện truyền bá. Chính đây là ý nghĩa tùy duyên mà bất biến của tinh thần Đại Thừa. Bất biến là hợp lý, tùy duyên là hợp cơ. Thật là một hình ảnh linh động đi vào cuộc đời của chánh pháp. Người truyền bá chánh pháp lúc nào cũng linh động mà không sai chân lý. Bởi cuộc đời là dòng biến thiên, mỗi thời đều mỗi khác. Chúng ta không thể mang hình thức cổ lỗ đi vào thời đại văn minh. Làm như thế chỉ chuốc sự chán chơi của thiên hạ, không lợi gì cho mình, cho chánh pháp cả. Cũng không thể mang hình thức rất hợp thời trang mà bỏ mất chân lý. Tùy duyên mà bất biến, quả là chân lý ngàn đời của người đi ra giáo khóa. Lại nữa, con người sống lúc nào cũng dung hòa giữa tình cảm và lý trí. Tình cảm là quả tim, lý trí là khối óc. Quả tim và khối óc phải nhịp nhàng hòa điệu thì con người mới thanh thản an vui.
nghiêng một bên nào cũng làm mất thăng bằng, khiến con người dễ mất bình thường. Đạo Phật muốn còn mãi trên nhân gian với con người, sự truyền bá cũng phải làm thỏa mãn hai phần ấy. Để thỏa mãn phần khối óc, người truyền bá chánh pháp phải thường giảng dạy kinh luận cho Phật tử nghe, thấm nhuần triết lý cao siêu của Phật giáo. Người Phật tử mới khỏi nghi ngờ khi nghe một lý thuyết khác. Sự tu hành vững chãi cũng nhờ hiểu thấu giáo lý siêu thoát của Phật dạy. Giáo lý là ngọn đuốc sáng đưa người ra khỏi rừng vô minh u tối. Có sẵn trong tay ngọn đuốc sáng, người Phật tử chắc chắn sẽ thoát khỏi rừng mê. Để thỏa mãn con tim, những hình thức nghi lễ tán tụng ở nhà, ở chùa giúp người Phật tử niềm tin được sung mãn. Những buổi lễ tại chùa đều có mang tính chất tín ngưỡng, phổ nhạc cho những lời tán tụng đều là đi thẳng vào tình cảm của con người. Tuy nhiên, hiểu gì về Phật Pháp, chỉ đến chùa tụng kinh một thời, người ta cũng thấy lòng được nhẹ nhàng lâng lâng. Hoặc những đêm khuya tĩnh lặng, những lời tụng tán thâm trầm, hòa với tiếng khánh tiếng mõ nhịp nhàng, khiến người nghe tâm hồn dường như bay bổng trên không trung. Tuy nhiên như thế, hai phần lý trí và tình cảm đều phải quân bình nhau, lệch một bên đều là khuyết điểm lớn. Nếu chỉ có lý trí mà thiếu tình cảm, trở thành khô khan. Nếu chỉ có tình cảm mà thiếu lý trí, trở thành mê tín. Người truyền giáo phải khéo léo quân bình hai điều ấy. Kết luận, Đạo Phật có mặt trên thế giới này đã trên 2.500 năm, sự truyền bá này quả thật lâu dài. Sở dĩ được như thế, do Phật giáo là chân lý không lý thuyết nào bẻ gãy nổi. Người tu hành theo Phật giáo được kết quả lợi ích thiết thực không nghi ngờ. Phương pháp truyền bá của Phật giáo rất linh động. Chúng ta hữu duyên hữu phước mới được gọi nhuần chánh pháp. Đừng cô phụ phước duyên của mình. Mỗi chúng ta phải nỗ lực tiến tu. Có thưởng thức được pháp vị rồi, chúng ta mới tùy duyên lợi ích kẻ sau. Làm thế nào cho ngọn đèn chánh pháp nối tiếp mãi, không tắt trên cõi thế gian này? Đền ơn Phật Tổ không gì hơn cứu độ chúng sanh. Sự cứu độ thực tế nhất phải ngay cõi đời này, với những người có mặt hiện nay, khiến họ chuyển mọi khổ đau thành an lạc. Phật giáo không phải cái gì xa vời, không phải sự ước mơ viển vông, mà hiện tại thực tế. Nhận định như thế mới có thể đem Đạo Phật vào cuộc đời một cách hữu hiệu. Bước đầu học Phật, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, người đọc Khải Toàn. Phần 2, Tam Quy. Mở đề. Sống trong cuộc đời muôn mặt, người muốn chọn lấy một lối đi, vạch ra một cuộc sống đầy đủ ý nghĩa và an lành, thật không phải việc dễ dàng. Chúng ta là khách lữ hành đang đứng trước ngã tư ngã năm, mà chưa biết cuối cùng các con đường ấy sẽ đưa ta đến đâu. Chọn lấy một con đường để đi đến suốt cuộc đời, phải khôn ngoan sáng suốt lắm mới khỏi hối hận về mai sau. Nhưng mà bắt buộc chúng ta phải chọn lấy, đừng nhờ nhõi, đừng nghe lời xúi dục, vì đây là con đường tự ta đi, không ai thay thế ta được. Chọn kỹ rồi sẽ đi là thái độ của kẻ khôn ngoan. Nhắm mắt đi càng phó mặc đến đâu hay đến đó là kẻ khờ dại. Mang cả cuộc đời làm một trò chơi. Người trí phải nhìn kỹ, phải xem xét tường tận trước khi mình cất bước đi trên một con đường nào. Quy y Tam Bảo quả là đã đặt mình trên một con đường đi đến tận cùng. Đến tận đầu đường là suốt cuộc đời chúng ta.
Việc làm này cần phải hiểu biết rõ, nhận thức tường tận mới phát tâm quy y. Phát nguyện quy y là chúng ta đã đặt định hướng cho cả cuộc đời. Nếu không hiểu hết gì thì việc quy y mất hết ý nghĩa của nó. Định nghĩa Tam quy nói đầy đủ là quy y tam bảo. Tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Phật là chỉ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Do trước kia Ngài tu hành giác ngộ thành Phật. Pháp bảo là giáo pháp do Đức Phật chỉ ra, chỉ dạy đường lối tu hành. Tăng bảo là những vị tu hành theo giới luật và chánh pháp của Đức Phật. Tại sao gọi là Phật bảo? Từ một kẻ phàm phu như chúng ta, tu hành thành Phật là chuyện ít có trên nhân gian này. Thế nên, trong kinh thường nói Phật ra đời khó gặp, như hoa u đàm 1000 năm mới trổ một lần. Bởi ít khó gặp nên mới nói là báo. Hơn nữa, giác ngộ thành Phật tự bản thân Ngài, Ngài đã giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, đem chỗ giác ngộ ấy dạy lại cho người cùng ra khỏi sanh tử là điều cao cả nhất trần gian nên gọi là báo. Thế nào gọi là pháp bảo? Chánh pháp xuất thế, hy hữu do Đức Phật dạy lại, người nghe rất khó hiểu, khó thấu đáo được. Nhưng một khi đã hiểu, ứng dụng tu hành có thể chuyển đời phàm phu thành đời thánh nhân. Pháp như vậy còn gì quý báu bằng? Pháp của Phật dạy là chân lý, dù trải thời gian qua bao lâu, chân lý ấy vẫn rạng ngời như hòn ngọc báo. Những kẻ đang lạc lối trong đêm đen, bất thần gặp được ngọn đuốc, vui mừng quý tiếc thế nào? Người học đạo gặp được chánh pháp cũng như thế. Người đang bị chìm đắm ngoài biển cả, trông thấy một con thuyền đến vớt, vui mừng sung sướng thế nào? Người học đạo gặp được chánh pháp cũng như thế. Cho nên nói, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm gặp. Thế nào gọi là tăng bảo? Tăng là chỉ một nhóm tu sĩ học theo Phật, sống chung với nhau đúng tinh thần lục hòa. Sống đúng tinh thần lục hòa là việc ít có trên thế gian này, bởi vì người trên thế gian sống đua đòi giành giật hơn thua với nhau, không bao giờ họ sống hòa thuận như thế được. Lục hòa là thân hòa chung ở miệng, hòa không tranh cãi, ý hòa đồng vui, giới luật hòa cùng giữ, hiểu biết hòa cùng giải, lợi hòa chia đồng. Sáu điều này là tinh thần của tăng. Nếu có người đầu tròn áo vuông mà không sống theo tinh thần lục hòa cũng không gọi là tăng. Ở trong một tập thể từ 4 người trở lên, hằng hòa thuận chung sống đúng tinh thần lục hòa, việc này rất khó làm đối với người thế gian. Vì thế, tu sĩ sống khuôn theo tinh thần lục hòa thật là một điều quý báu ở trên thế gian. Vả lại, trên sự tu hành, các vị ấy tự mình đã vơi cạn phiền não, còn dạy bảo kẻ khác dẹp bỏ phiền não. Chính những vị ấy đã được phần nào an ổn thanh tịnh, lại hướng dẫn người đến chỗ an ổn thanh tịnh. Bởi lẽ ấy, gọi các ngài là tăng bảo. Thế nào là quy y? Quy là trở về, y là nương tựa. Trở về nương tựa với Phật, Pháp và Tăng gọi là quy y tam bảo. Từ lâu, chúng ta mãi chạy theo dục lạc tạo nghiệp đau khổ. Nay hồi âm thức tỉnh, quyết định trở về nương tựa với tam bảo. Tam bảo là chỗ cứu kính để cho người đời chúng ta nương tựa, không còn tạo nghiệp đau khổ,
mà thường đem sự an lạc lại cho chúng. Đây là sự hồi tâm tỉnh giác phát nguyện trở về của chúng ta. Sự tỉnh giác này là nền tảng của lâu đài trí huệ. Nó là phước đầu tiên trên con đường về quê hương giác ngộ. Đặt nền tảng này vững chắc thì lâu đài trí tuệ mới được lâu dài. Đó là sự hệ trọng của tinh thần quy y. Quy y tam bảo bên ngoài. Phật, Pháp, Tăng là đối tượng để chúng ta quy y. Nguyện noi theo con đường Đức Phật đã đi và quy y Phật, quyết thực hành những lời chỉ dạy của Ngài, còn ghi trong kinh điển là quy y Pháp. Thuận theo sự hướng dẫn tu hành của chúng Tăng là quy y Tăng. Từ đây bước đi, cuộc sống của chúng ta lấy tam bảo làm mẫu mực, nhắm thẳng theo đó mà tiến tới, khỏi phải nghi ngờ dò dẫm như thuở nào. Chúng ta là hoa tiêu, tam bảo là ngọn hải đăng. Cứ nhắm theo hải đăng mà lái con thuyền thân mạng của chúng ta cho đến đích. Song Phật Pháp, người Phật tử quyết định tin theo không còn chút do dự. Còn Tăng thì phải cẩn thận để khỏi nhận lầm. Tăng là tập đoàn tăng lữ sống đúng tinh thần lục hòa, không phải tính cách cá nhân. Nếu một vị sư đứng ra làm lễ quy y cho Phật tử, chính vị ấy đại diện cho tập đoàn. Quy y Tăng là quy y với những vị sống đúng tinh thần lục hòa, không phải cuộc hẹn riêng vị sư truyền tam quy ngũ giới cho mình. Nếu vị đại diện truyền quy giới ấy có tu được hay không tu được, người thọ pháp quy giới vẫn đã quy y Tăng rồi. Khi quy y một vị Tăng, tức là đã quy y tất cả chư Tăng. Nếu vị nào sống đúng tinh thần hòa hợp, Phật tử có quyền học hỏi tất cả Tăng chúng, không nên hạn hẹp nơi ông thầy của mình. Được vậy mới đúng tinh thần quy y tam bảo bên ngoài. Quy y tam bảo tự tâm. Phật Pháp bao giờ cũng phải đủ hai mặt. Tam bảo bên ngoài là đối tượng, tam bảo tự tâm là bản chất. Nương tam bảo bên ngoài, chúng ta phát triển tam bảo của tự tâm. Trong ngoài tương trợ để viên mãn công phu tu hành là mục tiêu chánh yếu của Đạo Phật. Thế nào là tam bảo tự tâm? Tánh giác sẵn có nơi chúng ta là Phật bảo. Lòng từ bi thương xót cứu giúp chúng sanh là Pháp bảo. Tâm hòa hợp, thảo luận với mọi người là Tăng bảo. Nhờ Phật bảo bên ngoài, chúng ta đánh thức tánh giác của mình, trở về nương tựa tánh giác của mình là quy y Phật. Nhờ Pháp bảo bên ngoài, chúng ta dấy khởi lòng từ bi đối với chúng sanh, trở về nương tựa với lòng từ bi của mình là quy y Pháp. Do chư Tăng bên ngoài gợi lại cho chúng ta tinh thần hòa hợp thuận hảo, trở về nương tựa với tinh thần hòa hợp thuận thảo của mình là quy y Tăng. Phật Pháp Tăng bên ngoài là trợ duyên giúp chúng ta phát khởi Phật Pháp Tăng của tự tâm. Ví như ông thầy giáo là trợ duyên cho đứa học trò mở mang kiến thức của nó. Có ông thầy giáo cần cù mà đứa học trò lười biếng không chịu học, ông thầy cũng trở thành vô ích. Cũng thế, có tam bảo bên ngoài, người Phật tử không cố gắng đánh thức tam bảo của chính mình, tam bảo bên ngoài cũng thành vô nghĩa. Tam bảo bên ngoài là điều kiện tối yếu đối với người Phật tử, nhưng có được giác ngộ giải thoát chính là khả năng của tam bảo tự tâm. Chỉ biết có tam bảo bên ngoài là chấp sự bỏ lý. Một bề tin vào tam bảo tự tâm, không cần biết đến tam bảo bên ngoài, là chấp lý bỏ sự. Người Phật tử chân chánh
phải viên dung xử lý mới khỏi trở ngại trên đường tu. Nghi thức quy y. Trọng tâm chủ yếu trong buổi lễ quy y chính lúc Phật tử quỳ trước Tam Bảo ba lần phát nguyện. Đệ tử pháp danh là, xin suốt đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Câu phát nguyện này tự đáy lòng Phật tử xuất phát, không do sự ép buộc xúi dục nào. Ba lần phát nguyện như vậy là gieo hạt giống sâu vào tàn thức, khiến đời đời không quên. Đây là tinh thần tự giác tự nguyện. Hình thức nghi lễ chỉ giúp thêm ấn tượng quan trọng cho giờ phút phát nguyện ấy thôi. Khi chúng ta tỉnh giác, nguyện theo Tam Bảo thì đời ta được lợi ích. Nếu trên đường tu có lúc nào bị vô minh che đậy không nhớ Tam Bảo, chúng ta tự chịu thiệt thôi. Nhà Phật không bắt buộc chúng ta thệ những gì nặng nề để không bỏ đạo. Cụ quý báo cho người, nếu ưng nhận lời thì được lợi ích, không ưng nhận thì thôi, bắt buộc làm gì? Trừ ra có hậu ý gì mới bắt buộc những câu thề nặng để không dám bỏ. Người hiểu được chỗ này mới thấy giá trị chân thật của đạo Phật. Tất cả sự dụ dỗ ép buộc để theo đạo, nhà Phật hoàn toàn phản đối. Mỗi người tự nhận thức rõ ràng về đạo Phật rồi phát tâm đến với đạo mới đúng tinh thần Phật tử. Hiểu rồi mới theo là hành động đúng với tinh thần giác ngộ. Dùng thuật hay phép lạ để dẫn người vào đạo, đó là mê tín. Dùng mọi lời dụ để dụ người ta vào đạo, đó là cám dỗ của kẻ ngu si, không phù hợp với tinh thần giác ngộ. Chúng ta có bổn phận giải thích để người khác phát tâm quy y là người truyền đạo chân chánh. Nghi thức trịnh trọng trong buổi lễ quy y chỉ là trợ duyên làm phát nguyện của chúng ta được thành tựu viên mãn. Nghi lễ này không có nghĩa là Phật sẽ ban ơn cho chúng ta trọn đời được an lành. Khẳng định lập trường. Sau khi quy y Tam Bảo, chúng ta khẳng định lập trường một cách tỏ rõ. Quy y Phật không quy y thiên, thần, quỷ, vật. Chúng ta đã nhận định kỹ càng, quyết chí theo Phật là đấng giác ngộ. Không lý do gì lại quy y theo thiên, thần, quỷ, vật. Bởi vì thiên, thần, quỷ, vật vẫn chưa giác ngộ, còn bị luân hồi như chúng ta. Song cũng có một số Phật tử đã quy y Phật mà vẫn chạy theo quỷ thần. Những người này vì tham lợi lộc, vì thích màu nhiệm nên đã đi sai đường Phật Pháp. Thậm chí vì sự mê tín của họ, họ trở lại kính trọng quỷ thần hơn Phật. Đây là hiện tượng xấu để khách bàn quan phê bình Phật giáo. Quy y Pháp không quy y ngoại đạo tà giáo. Chánh pháp của Phật là chân lý, cứu giúp chúng sanh một cách thiết thực. Như ông thầy thuốc đối với bệnh nhân, hiểu được chân thực này, còn lý do gì chúng ta chạy theo ngoại đạo tà giáo? Chúng ta tự nhận mình yêu chuộng chân lý, cầu mong sự thoát khổ thiết thực. Ngoại đạo tà giáo còn gì hấp dẫn được chúng ta? Chỉ có những kẻ ba phải nghe đâu chút đó mới có những hành động đổi thay vô lý như vậy. Dù có những phép tà ngoại linh thiêng muốn gì được nấy, chúng ta cũng không khởi lòng tham theo họ. Hoặc họ có những phương thuốc linh màu nhiệm trị bệnh gì cứu khỏi những bệnh, là Phật tử chân chánh thà chịu chết chứ không cầu xin. Thân này có khéo giữ gìn mấy, cuối cùng cũng tan hoại, lạc vào đường tà kiếp, kiếp khó ra khỏi. Quy y Tăng
không quy y bạn giữ nhóm ác. Chúng ta đã lựa chọn những vị hiền đức nương theo, khiến đời mình về gần với đức hạnh. Bạn giữ nhóm ác đối với người biết đạo cần phải tránh xa. Bởi vì gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, hay gần đồ tanh hôi mình bị hôi lây, gần vật thơm tho mình được thơm lây. Vì thế chúng ta phải can đảm đi đúng đường của mình đã chọn, dù có bị khinh khi mạ lị, ta cũng cứ thế mà đi. Bởi vì chúng ta đâu phải là kẻ mù quáng mà đành bỏ cái tốt gần cái xấu. Khẳng định lập trường rõ ràng là người có ý chí cương quyết. Nếu người tu hành mà thiếu ý chí này, dễ bị gió lung lay. Kết luận: quy y Tam Bảo là nền móng tòa nhà giác ngộ, là nấc đầu tiên trên cây thang giải thoát, là những bước đầu tiên trên con đường về quê hương vô sanh. Muốn tòa nhà vững chắc, cần phải có nền móng kiên cố. Cần vượt tột cây thang giải thoát, nấc đầu phải bước cho vững. Thích sự an lành ở quê hương vô sanh, những bước đầu tiên trên con đường trở về phải đi cho đúng. Thiếu nền móng tam quy y thì tòa nhà giác ngộ không sao xây cất được. Không có nấc đầu, khó ai có thể leo tận cây thang giải thoát. Những bước đầu trên con đường về quê đã sai, trăm ngàn bước sau cho đến càng đi càng sai. Vì thế, quy y Tam Bảo có tầm quan trọng vô cùng. Mỗi người muốn đến với đạo Phật phải từ cửa quy y mà vào. Không như thế thì học Phật mất căn bản. Bởi nó đóng một vai trò quan trọng như vậy, nên người Phật tử phải thận trọng trong việc phát nguyện quy y. Đừng vì là quy y cho có phước, cho khỏi bệnh hoạn, cho Phật gia hộ qua tai ách. Tất thảy đều là lý do mê tín, trái với tinh thần tự giác tự nguyện của đạo Phật. Bước đầu học Phật. Hòa thượng Thích Thanh Từ, người đọc Khải Toàn. Phần 3: Ngũ giới. Mở đề: con người là đối tượng của đạo Phật. Bao nhiêu luật, bao nhiêu pháp môn, Đức Phật đều vì con người lập bày. Đem lại sự an vui, hạnh phúc cho con người là mục tiêu chánh yếu của đạo Phật. Song quan niệm đạo Phật không phải được nhiều của cải, nhiều tình yêu, là con người có hạnh phúc. Hạnh phúc là người biết sống, biết tiết chế, biết tôn trọng hạnh phúc của mọi người, biết thành thật yêu thương mến nhau. Một dân tộc văn minh là biết tôn trọng sinh mạng của nhau, tôn trọng những quyền lợi tự do căn bản của con người. Vì thế, ngũ giới là nền tảng căn bản đem lại hạnh phúc cho con người, xây dựng con người sống đúng ý nghĩa văn minh của nhân loại. Ngũ giới là căn bản đạo đức của người Phật tử. Khi bắt đầu bước chân trên con đường giác ngộ giải thoát, thiếu căn bản đạo đức này, dù chúng ta có nói đạo đức cao siêu đến đâu cũng là lối nói rỗng. Sự tu hành thiết thực phải gầy dựng cơ bản trước, sau mới tiến lên những bậc cao siêu. Đó là tầm quan trọng của ngũ giới. Định nghĩa: ngũ giới là năm điều ngăn cấm do Đức Phật chế ra, bảo các Phật tử phải tuân hành theo. Sau khi quy y, người ấy phải tự nhận là đệ tử Phật. Để đủ tư cách một Phật tử, cần phải giữ gìn năm giới. Năm điều ngăn cấm này Phật vì thương xót chúng sanh mà chế ra, cốt khiến người đời sống được an lành, an vui, hạnh phúc. Gìn giữ năm giới này là vì mình, không phải vì Phật. Hình thức năm giới: 1. Không sát sanh. Không sát sanh
nghĩa là không được giết hại mạng sống của con người. Chúng ta tự quý mạng sống của mình, vô lý lại sát hại sanh mạng kẻ khác. Trên lẽ công bằng nhân đạo không cho phép chúng ta làm việc ấy. Nếu làm, chúng ta đã trái lẽ công bằng thiếu lầm nhân đạo, đâu còn xứng đáng là đệ tử Phật. Giết hại mạng sống người có ba: trực tiếp giết, suối bảo người giết, tùy hỷ trong việc giết hại. Phật tử không tự tay mình giết mạng người, không dùng miệng suối bảo đốc thúc kẻ khác giết. Khi thấy họ giết hại nhau, chỉ một bề thương xót không nên vui thích. Đó là giữ giới không sát sanh. Nhưng suy luận rộng ra, chúng ta quý trọng mạng sống, những con vật cũng quý trọng mạng sống. Để lòng công bằng tràn đến các loài vật, nếu không cần thiết, chúng ta cũng giảm bớt giết hại sanh mạng của chúng. 2. Không trộm cướp. Của cải tài sản của chúng ta không muốn ai xâm phạm đến. Của cải tài sản của người cũng như thế, chúng ta cũng không được giật lấy hay lén lấy. Bởi cướp giật hay lén lấy của người khác là hành động trái nhân đạo, phạm luật pháp chánh quyền, phải bị trừng phạt. Trộm cướp là do lòng tham lam ác độc, chỉ nghĩ lợi cho mình, quên nỗi đau khổ của người, mất cả công bằng và không nhân đạo. Người Phật tử quyết định không được làm. 3. Không tà dâm. Người Phật tử có vợ chồng, có đôi có bạn như mọi người trên thế gian. Khi có đôi có bạn rồi, tuyệt đối không phạm đến sự trinh bạch của kẻ khác. Nếu phạm thì mắc tội tà dâm, bởi vì đây là hành động làm đau khổ cho gia đình mình và cho gia đình người, tạo thành nguy cơ tán gia bại sản. Do một chút tình cảm riêng tư của mình khiến điều khổ đau liên lụy, quả là thiếu lòng nhân đạo. Để đảm bảo sự an ổn gia đình của mình và hạnh phúc cho người, Phật tử nhất định không phạm tà dâm. 4. Không nói dối. Nói lời trái sự thật để được mưu cầu danh lợi hoặc hại người là nói dối. Do động cơ tham lam ác độc, sự kiện xảy ra thế này lại nói thế khác, sửa trái làm mặt, đổi phải thành quấy, khiến người mắc họa. Người nói như thế trái với đạo đức, mất cả lòng nhân, không xứng đáng là một Phật tử. Phật tử là người đạo đức nên ăn nói có mẫu mực, thấy biết thế nào nói thẳng thế ấy, không nói điêu xảo trá. Trừ trường hợp vì lợi người lợi vật, không nỡ nói thật để người bị hại hoặc khổ đau, do lòng nhân cứu người cứu vật nên nói sai sự thật mà không bị phạm. Không nói dối là giữ lòng tin đối với mọi người. 5. Không uống rượu. Đạo Phật chủ trương giác ngộ, muốn được giác ngộ trước tiên phải điềm đạm tỉnh sáng. Uống rượu vào, gan ruột nóng bức, tâm trí quay cuồng, mất hết bình tĩnh không còn sáng suốt, trái hẳn mục đích giác ngộ. Chính vì nóng bức cuồng loạn, có những khi người say sưa tội lỗi họ cũng dám làm, xấu xa gì họ cũng không sợ, mất hết lương tri. Vì thế, người biết đạo đức phải tránh xa không uống rượu. Uống rượu chẳng những làm mất trí khôn, lại gây nên bệnh hoạn cho thân thể, còn di hại cho con cái sau này đần độn, quả là một họa hại cho cá nhân và xã hội. Người Phật tử vì sự nghiệp giác ngộ, vì lợi ích cho mình, cho người, quyết hẳn không uống rượu. Trừ những trường hợp mắc bệnh, y sĩ bảo phải dùng rượu hòa với thuốc mới lành. Phật tử được uống thuốc rượu, đến khi lành bệnh thì chấm dứt. Cần phải trình cho chư tăng biết trước khi uống. Lợi ích bản thân.
người biết giữ gìn năm giới đã tạo thành căn bản đạo đức và sự an lành của bản thân. Không sát sanh, bản thân ta không bị người giết hoặc tù tội vì giết người, cũng không có thù hằn về nợ máu với nhau. Thế là cuộc sống chúng ta không kinh hoàng sợ hãi do thù hằn gây nên. Không trộm cướp, bản thân ta không mắc tội về trộm cướp. Ở đâu hay đi đến chỗ nào cũng không sợ người theo dõi nghi ngờ. Tới lui tự do, đến đi an ổn, không phải hạnh phúc là gì? Không tà dâm, bản thân ta không phải lao thần tổn trí, khỏi sợ ai bàn tán dở hay. Mọi người đều tín nhiệm và tin cậy ta. Bản thân ta trinh bạch, khiến người tự quý mến. Tự mình an ổn, gia đình cũng an ổn. Không nói dối, chính ta không phải hối hận. Lời nói tự có giá trị, gây được niềm tin của mọi người. Người hay nói dối sẽ bị xã hội đánh giá thấp. Đề xướng điều gì đều bị nghi ngờ, làm việc gì ít ai tán trợ. Không uống rượu, chính ta khỏi bị cái tệ điên cuồng mất trí, khỏi gây cho cơ thể bệnh hoạn suy yếu, khỏi bị người khinh thường trong lúc say sưa. Trái lại, bản thân ta điềm đạm bình tĩnh, thân thể khỏe mạnh, đối với mọi người đều được quý kính, sanh con cũng thông minh sáng suốt. Đó là lợi ích bản thân ngay trong hiện tại. Nếu về mai sau không sát sanh, thân tráng kiện sống lâu, không trộm cướp, được tài sản sung túc, không tà dâm, thân thể đẹp đẽ, không nói dối, ăn nói khôn ngoan, mọi người yêu chuộng, không uống rượu, trí tuệ sáng suốt. Lợi ích gia đình và xã hội. Mọi người trong nhân loại đều tự nhận sinh mạng là đối tượng. Biết tôn trọng sinh mạng là nếp sống văn minh. Chà đạp sinh mạng là con người dã man. Biết giữ năm giới là nguồn hạnh phúc của gia đình, là nếp sống văn minh của xã hội. Đức Phật nhìn thẳng vào con người, đem lại cho con người một đời sống an lành, một gia đình hạnh phúc, một xã hội văn minh. Ngài chế ra năm giới, sinh mạng là giá trị tối thượng của con người, mọi người phải tôn trọng. Vì tôn trọng sinh mạng con người, Phật cấm Phật tử không được sát sanh. Sinh mạng con người được tồn tại vững bền nhờ tài sản nuôi dưỡng, vì tôn trọng tài sản con người. Phật cấm Phật tử không được trộm cướp. Sự sống con người cần có gia đình. Gia đình là tổ ấm của nhân loại. Tổ ấm ấy bị lung lay là mất hạnh phúc. Vì tôn trọng hạnh phúc của gia đình, Phật cấm Phật tử không được tà dâm. Sự sống chung đụng trong gia đình và ngoài xã hội cần phải tin tưởng nhau. Thiếu lòng tin thì không thể thông cảm thân yêu, vì đem sự tin yêu lại cho người. Phật cấm không được nói dối. Trật tự của gia đình và xã hội là sự an ổn. Một duyên cớ gây xáo trộn trong gia đình và ngoài xã hội là làm mất trật tự chung. Vì tôn trọng trật tự gia đình và xã hội, Phật cấm Phật tử không được uống rượu. Chỉ trong năm giới thôi, nếu gia đình nào gìn giữ trọn vẹn là gia đình ấy có hạnh phúc. Trên dưới thuận hòa, tình yêu thuần cẩn. Nếu mọi người trong xã hội ứng dụng triệt để là một xã hội văn minh, chan hòa sự cảm thông và thương mến. Chúng ta vì lợi ích bản thân, vì hạnh phúc gia đình, vì sự an lạc của xã hội, nỗ lực gìn giữ năm giới. Gìn giữ năm giới là tôn trọng nhân bản, là nếp sống văn minh, là nền tảng đạo đức vậy. Kết luận.
Sự khổ đau tột độ của con người không gì hơn khi họ nghĩ đến sinh mạng họ bị đe dọa, tiền của họ bị mất mát, người yêu của họ bị xâm phạm. Chính đây là nỗi thống khổ khắc nghiệt nhất của con người. Vì cứu khổ đem vui lại cho người, Phật cấm người Phật tử không được làm ba điều ấy. Tình thương vĩnh viễn không có nếu con người không tin tưởng và thông cảm nhau. Điều này cũng là nỗi đau khổ thứ yếu của con người, bởi vì trong cuộc sống mà không có tình thương là loài người đang lạc ở giữa bãi sa mạc hay chốn rừng hoang. Còn đâu sự đùm bọc thương yêu chia sớt với nhau. Nếu đem tình thương cho nhân loại, trước tiên phải có tin tưởng thông cảm nhau. Nên Phật cấm người Phật tử không được nói dối. Chính bao nhiêu đó, chúng ta đã thấy lòng từ bi lênh láng của Đức Phật, tinh thần cứu khổ ban vui của Đạo Phật để thể hiện rõ ràng trong năm giới này. Vì thương mình thương người, Phật tử chúng ta phải cố gắng gìn giữ và khuyên người gìn giữ. Đó là căn bản của đạo làm người hiện tại và mai sau. Bước đầu học Phật. Hòa Thượng Thích Thanh Từ, người đọc Khải Toàn. Phần 4. Đi chùa lễ Phật. Mở đề. Người xưa nói, làm việc có nghĩa do tâm tỉnh ngộ, làm việc vô nghĩa do tâm mê mờ. Chúng ta thao thức ước mơ có thời giờ rảnh đi chùa để được nghe lời chỉ dạy giáo lý của Tăng Ni. Quả là do tâm tỉnh ngộ làm động cơ thúc đẩy chúng ta. Nếu chúng ta mong có lúc rảnh để đến hí trường, lại tụ điếm, chính do tâm mê mờ làm động cơ thúc đẩy chúng ta. Chọn lấy một hành động có nghĩa để làm theo, đích thực là người trí. Chạy theo những hành động vô nghĩa hư hèn, quả là kẻ ngu. Đã có mặt trên cõi đời, chúng ta phải chọn lấy lối đi đưa mình đến chỗ rạng ngời tươi đẹp. Vô lý, chúng ta mãi đua đòi theo sự ăn mặc vui đùa. Đến một ngày kia, thân này sắp hoại, tự ta nghĩ sao về thân phận mình? Vì thế, sự đi chùa lễ Phật là một việc làm do động cơ tỉnh ngộ thúc đẩy, với một tinh thần cố gắng vươn lên, gây dựng cho mình ngày mai sáng đẹp. Đi chùa. Mục đích đi chùa không phải để cúng lại, mà vì học hỏi chánh pháp, tập tu đức hạnh. Người Phật tử mới đến với đạo chưa thấm nhuần Phật pháp. Nếu không được sự chỉ dạy của Tăng Ni, thì làm sao hiểu đạo tu hành? Muốn hiểu đạo lý, Phật tử tới lui tự viện để thưa hỏi học tập và sự đương nhiên không thể thiếu. Vì sự sống bận rộn ngoài xã hội, Phật tử đâu đủ nhiều thời giờ nghiên cứu giáo lý, chỉ gặp Tăng Ni trong nửa giờ, một giờ. Phật tử có thể học được nhiều điều trước kia chưa biết. Vì thế, đến chùa để gặp Tăng Ni là điều thiết yếu không thể thiếu đối với mỗi Phật tử tại gia. Đi chùa có hai trường hợp, đi chùa ngày thường và đi chùa ngày lễ vía. Đi chùa ngày thường, bất cứ nơi nào ngày nào thấy rảnh việc nhà, người Phật tử có thể đi chùa. Khi đi chùa, Phật tử phải nhắm thẳng mục đích thưa hỏi đạo lý. Vì hỏi đạo lý, Phật tử phải ghi lại những điều mình chưa hiểu để đem ra hỏi. Mỗi lần đến chùa, Phật tử phải có ít nhất đôi ba vấn đề thưa hỏi Tăng Ni. Những vấn đề ấy
hoặc do thấp nếp sống trong sinh hoạt nhà chùa chưa hiểu đem ra hỏi, hoặc đọc kinh sách chỗ nào không biết đem ra hỏi. Biết thưa hỏi như vậy, người Phật tử học đạo rất chóng tiếng. Đi chùa hỏi đạo là đúng tinh thần học vấn của người Phật tử. Nhưng cũng có những khi không vì hỏi đạo mà vẫn đi chùa. Đây là trường hợp vì đua chen trong cuộc sống, người Phật tử thần kinh bị căng thẳng, vội vàng bỏ việc đến chùa. Đến đây để ngồi yên trên tảng đá dưới bóng mát tàn cây, nghe tiếng gió thì thào trên ngọn cây, giọng chim líu lo trong cành râm. Khung cảnh tịch mịch của nhà chùa khiến tâm hồn lắng xuống, thần kinh dịu lại. Không cần gặp ai, chẳng màng thưa hỏi, chỉ cần nhắm mắt mấy cội tùng xanh, mũi ngửi mùi hương nhẹ của hoa lan, hoa nguyệt quế, ngồi lặng tựa lưng bên vách chùa, chúng ta cảm nghe lòng nhẹ nhàng khoan khoái. Những giờ phút này, gánh nợ đời trên vai bỗng nhưng quẳng mất. Chính cảnh cô liêu tịch mịch của nhà chùa đã giải tỏa xoa dịu phần nào nỗi bực dọc phiền não của Phật tử. Đến chùa ngày lễ vía, cùng Phật tử với nhau như con một cha, những ngày lễ vía là ngày huynh đệ sum họp. Ngày thường, mỗi Phật tử có hoàn cảnh riêng, gia đình riêng, ít khi được gặp nhau thăm hỏi sự tu hành, nhắc nhở nhau về đức hạnh. Nhưng ngày lễ vía ở chùa, toàn thể Phật tử hội tụ về cùng thăm hỏi nhau trong tình đạo bạn, cùng giải bày nhau về kinh nghiệm tu hành, thật là một cơ hội quý báu. Chúng ta đâu không nghe ông cha chúng ta đã nói, ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Đoàn tụ dưới mái chùa, huynh đệ ngồi gần nhau đàm đạo mật thiết thân tình. Đây là một niềm vui để dìu dắt nhau trên đường đạo đức. Mến thương nhau, đoàn kết nhau, khích lệ nhau, cùng nỗ lực leo lên cho đến tận đỉnh ngọn giác ngộ. Càng cao cả hơn khi chúng ta nghe Tăng Ni kể lại hành trang nhuộm mùi từ bi đượm màu giác ngộ của chư Phật, Bồ Tát, hoặc nghe giải thích giáo lý cao siêu thoát tục của Phật dạy, làm sáng tỏ thêm đường lối tu hành. Thật là những cơ hội hiếm có để Phật tử thấm nhuần chánh pháp. Vắng mặt trong những ngày lễ vía là một thiệt thòi đáng kể của người Phật tử. Có nghe giáo lý, có học công hạnh của Phật, Bồ Tát, Phật tử mới biết phương hướng tu hành, mới thấy những gương sáng ngời để noi theo. Dù đã quy y mấy mươi năm, không chịu học hỏi giáo lý, không siêng nghe giảng dạy, Phật tử này vẫn mịt mờ không hiểu gì về đạo Phật. Là Phật tử, phải tỏ ra xứng đáng với danh nghĩa của mình, nghĩa là học và hành đúng với đường lối Phật dạy. Vì thế, đi chùa nghe giảng là điều tối cần thiết của người Phật tử. Lễ Phật. Lạy Phật không vì van xin tha tội, không vì cầu mong ban ân, chỉ vì quý kính một đấng có lòng từ bi tràn trề, trí giác ngộ viên mãn. Vì quý kính công đức trí tuệ của Phật nên chúng ta lạy Ngài. Lạy Phật để thấy mình còn thấp thỏi ti tiện, bỏ hết những thói ngạo mạn cống cao, quý kính gương cao cả của Phật để mình noi theo. Phước đức lạy Phật là chỗ đó. Lễ Phật vì dẹp ngã mạn, bỏ chất con người, chúng ta lúc nào cũng tự cao tự đắc, vên báo nghênh ngang. Đó là tánh xấu, khiến mọi người chán ghét, tiêu mòn công đức. Phật tử biết được cái dở này, kính lại Phật, Bồ Tát, các bậc tôn túc để diệt trừ tâm ngã mạn của mình. Kính lại các ngài,
là tự mình thấy không bì kịp các ngài, biết mình thấp thì tánh ngạo mạn từ từ biến mất. Khi lại các ngài không mong một ân sủng nào, chỉ vì một lòng kính trọng đức hạnh của các ngài, tự thấy mình hèn hạ thấp thỏi, thế là mọi công đức từ đó phát sanh. Bởi đứa ăn trộm thì phải phục kẻ trộm giỏi, chàng võ sĩ thì nể tai vô địch. Kính trọng Phật, Bồ Tát, các bậc tôn túc, tự nhiên chúng ta có dự phần trong ấy rồi. Quả như câu nói, kính thầy mới được làm thầy. Chúng ta muốn dẹp bỏ những tánh xấu, tập tành đức hạnh, kính lễ những bậc đức hạnh là điều cần thiết vậy. Lễ Phật vì noi gương. Kính lại Phật, chính vì chúng ta muốn học đòi noi theo gương của Ngài. Tại sao chúng ta phải học đòi theo gương của Đức Phật? Bởi vì Phật đã đầy đủ mọi công đức, trí tuệ từ bi viên mãn, nên chúng ta phải học theo. Đây chúng tôi đơn cử một công hạnh nhỏ xíu của Ngài, thử xem chúng ta có theo kịp không. Một hôm, Đức Phật mình mang bình bát vào thơm sớm khất thực. Bỗng có một người ngoại đạo biết Ngài và biết rõ Phật đi đến đâu, ắt đệ tử của chúng đều bỏ đạo quy kính Phật. Nổi tức, ông đi theo sau lưng Phật mà lị đủ điều. Phật vẫn chậm rãi tiến bước đều đều không một lời đối đáp. Đến đầu đường, ông ta chạy đón trước mặt Phật, chặn lại hỏi, Cù Đàm, thua ta chưa? Phật ung dung chải tọa cụ xuống đất, ngồi kiết già đọc bài kệ. Kẻ hơn thì thêm oán, người thua ngủ chẳng yên, hơn thua hai đều xả, ấy được an ổn ngủ. Người ngoại đạo hối lỗi ăn năn lễ tạ. Kinh Trung A Hàm. Thử hỏi hành động này của Đức Phật, chúng ta có mấy ai dám tự hào cho mình làm được? Nếu đem danh vọng giá trị so sánh, Đức Phật là một vị giáo chủ trong tôn giáo, một vị thái tử ở thế gian. Chúng ta hiện nay là một tín đồ trong tôn giáo, một kẻ tay trắng ở thế gian. Đức Phật bị mạ lị mà không tức giận, chúng ta bị mạ lị có tức giận chăng? Nếu chúng ta không giận, không tức giận cũng chưa dám bì với Đức Phật, vì giá trị danh vọng của chúng ta có ra quái gì? Huống là bị mạ lị chúng ta liền nổi giận âm âm. Nhìn lại Đức Phật thử xem chúng ta cách Ngài bao xa? Thế thì lại Ngài bao nhiêu mới xứng đáng trong việc noi gương theo Ngài? Đến như tâm từ bi, trí giác ngộ của Phật sánh với chúng ta thật là trời cao vực thẳm. Đời đời kính lễ Ngài cũng là cách hãnh diện của chúng ta, biết kính người đáng kính. Thế mà có một ít người thấy chúng ta lại Phật, họ tỏ vẻ ngạo nghễ. Hãy nghe câu chuyện đối đáp này. Một em gái đi chùa lễ Phật. Lễ xong, em vừa ra đến sân chùa, gặp một quân nhân đứng ngắm cảnh. Thấy em, quân nhân liền hỏi, em đi đâu thế? Bé gái đáp, em đi chùa lễ Phật. Quân nhân hỏi, tượng Phật bằng gỗ, bằng xi măng, em lễ cái gì? Bé gái hỏi lại, ở danh trại của anh mỗi sáng có chào cờ không? Quân nhân đáp, sáng nào cũng có chào cờ. Bé gái hỏi, cờ bằng vải bằng màu, tại sao anh phải nghiêm trang chào? Quân nhân đáp, chào tinh thần tổ quốc được tượng trưng qua lá cờ, chứ không phải chào vải màu. Bé gái nói, cũng thế. Em lại tinh thần từ bi giác ngộ của Phật được tượng trưng qua hình tượng, chứ không phải lại gỗ lại xi măng.
quân nhân đành thôi. Kết luận: một hành động có ý nghĩa là con người tỉnh sáng. Khi đã nhận định kỹ việc làm của mình, dù có bị chê khen, chúng ta vẫn an ổn thực hành. Chỉ có những kẻ xu thời, thấy ai khen cái gì chạy theo cái nấy, mới bàng hoàng khi bị phê bình hành động của mình. Đi chùa lại Phật đã mang sẵn những ý nghĩa của nó, dù có ai chê là mê tín, ta vẫn an nhiên. Đạo đức có hay không do lòng ta biết kính trọng người đạo đức hay không. Do lòng kính trọng mới thúc đẩy chúng ta học đòi và bắt chước theo người đức hạnh. Lại Phật là một động cơ thúc đẩy rất mạnh mẽ, khiến chúng ta tiến mãi trên đường giác ngộ. Bước đầu học Phật, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, người đọc Khải Toàn. Phần 5: Sám hối. Mở đề: mắc bệnh ung nhọt làm mủ trong thân, người bệnh cần phải gan dạ mời giải phẫu, mổ ra và cạo rửa mủ máu cho sạch. Có thế thì bệnh mới chống lành. Nếu bệnh nhân hèn nhát không dám cho mổ, để ấp ủ lâu ngày, ung nhọt có thể làm nguy hiểm đến tánh mạng. Cũng như thế, người tu lỡ phạm nhiều tội lỗi, gan dạ đến những bậc đức hạnh thành tâm phát lồ sám hối thì tội lỗi chống sạch. Ngược lại, kẻ ấy hèn nhát, cứ một bề che giấu, tội lỗi ngày càng trầm trọng, đến mai kia có thể sa đọa không thể cứu. Chúng ta là phàm phu, là kẻ đang tập tu, không sao tránh khỏi những điều sai lầm tội lỗi. Chỉ quý ở chỗ có biết thành tâm sám hối, không dám tái phạm, khiến tội lỗi sạch dần cho đến ngày nào đó hoàn toàn thanh tịnh. Hèn nhát không chịu sám hối là kẻ chấp nhận sự lui sụp của mình, tự hủy bỏ đời sống tu hành của chính mình. Sám hối là phương pháp sách tiến mạnh mẽ nhất đối với người tu hành chân thật. Bỏ sám hối, khó ai từ phàm phu tiến lên thánh được. Định nghĩa: sám hối là ăn năn hối cải. Những tội lỗi đã làm chúng ta hổ thẹn, ăn năn không dám tái phạm. Những tội lỗi đã làm và sẽ làm, chúng ta hứa sẽ sửa đổi không làm, không phạm lỗi cũ, không tạo lỗi mới là chủ yếu của pháp sám hối. Sám hối cũng nói là phát lồ sám hối. Phát lồ là vạch trần những tội lỗi mình đã phơi bày trước bậc đức hạnh để thành tâm sám hối. Làm thế do tâm hổ thẹn, cầu tiến mới dám gan dạ trước bậc đức hạnh phơi bày hết tội lỗi của mình, cầu xin sám hối. Giá trị căn bản nhất là hổ thẹn và cầu tiến. Hai tâm này là động cơ chính yếu trong việc sám hối. Vì hổ thẹn và cầu tiến, chúng ta mới sám hối. Sau khi sám hối dứt khoát không tái phạm gây tạo nữa, trọng tâm của sám hối là ở chỗ này. Hình thức sám hối. Sám hối tương tự nghĩa là xin lỗi người thế gian. Người thế gian lỡ phạm lỗi lầm với ai khiến họ phiền muộn, biết mình có lỗi, gan dạ đến xin lỗi, lỗi lầm ấy liền được tha thứ nếu họ rộng lượng, hoặc giảm bớt buồn phiền nếu người cố chấp. Biết nhận lỗi mình và gan dạ đi xin lỗi, quả là người tiến bộ đáng khen. Người tu cũng thế, nếu vì ba nghiệp không khéo gìn giữ, có ngôn ngữ hành động làm cho người chung quanh mình phiền não, nhận rõ lỗi lầm, gan dạ đến ngay đương sự thành tâm sám hối. Nếu người thật tu hành, không ai chẳng tha thứ cho người đã biết lỗi sám hối, thế là tội lỗi liền đó dứt sạch.
Nếu người tu vì si mê che đậy, lỡ phạm những giới của mình đã thọ, cần phải hổ thẹn gan dạ đến trước những vị đức hạnh phát lồ sám hối. Do lòng thành của mình và nhờ sự chứng minh của bậc trưởng thượng, chúng ta tự nỗ lực cố gắng không tái phạm những lỗi lầm cũ và không tạo những lỗi lầm mới. Các bậc đức hạnh không thể tha tội lỗi cho chúng ta, song nhờ các ngài làm đối tượng cao quý khiến những lời hứa nguyện của chúng ta có thêm sức mạnh, cho đến cả đời không quên. Biết ăn năn hối lỗi cũ, không tạo tội mới, đây là lý do hết tội của người sám hối. Trên đường tu hành, chúng ta thấy chướng nhiều thuận ích, hoặc trong khi phát nguyện tu hành gặp toàn những trở ngại, hoặc thân thể bệnh hoạn ngăn trở sự tu, hoặc túc nghiệp ác duyên khiến mờ mịt ngu tối. Gặp hoàn cảnh này, chúng ta nên đứng trước tượng Phật, Bồ Tát thành tâm sám hối. Bởi những nghiệp duyên đời trước, hiện nay chúng ta không nhớ biết, chỉ thấy những hiện tượng bất tường, nhận ra mình còn nhiều ác chướng, đến trước Phật, Bồ Tát thành tâm sám hối. Với tấm lòng thiết tha tâm chân thành, chúng ta đảnh lễ Phật, Bồ Tát, quỳ gối chí thành, phát lên những lời chí thiết sám hối và hứa nguyện, cầu Phật, Bồ Tát chứng minh. Bởi lòng thành khẩn thiết tha này nên sám hối tội lỗi chống sạch. Lời văn sám hối những nghiệp chướng cũ thu gọn trong bốn câu này: con đã tạo bao ác nghiệp, đều bởi muôn thuở tham sân si, từ thân miệng ý mà phát sanh, tất cả nay con xin sám hối. Thần sám hối. Sám hối đúng với ý nghĩa của nó, phải có đủ tâm hổ thẹn và cầu tiến. Vì hổ thẹn, chúng ta không thể chứa chấp tội lỗi mãi, cần thành tâm sám hối rồi mới an ổn. Với tinh thần cầu tiến, chúng ta phải dứt khoát những lỗi lầm đã qua bằng cách sám hối, để vui vẻ tiến lên trong con đường đạo đức. Có thế, sự tu hành tinh tấn không bị chướng ngại. Bởi hổ thẹn và mong mỏi vươn lên, sau khi sám hối, chúng ta tuyệt đối không để tái phạm những lỗi cũ. Chính khi sám hối, không phải bị ai bắt buộc, chỉ do tâm hổ thẹn của mình thúc đẩy, chí thành tha thiết sám hối. Lòng chí thành tha thiết sẽ giúp chúng ta sạch sẽ hết mọi tội lỗi. Tuy nhiên, đã thành tâm sám hối, lý đáng ra không tái phạm lỗi ấy nữa, song vì hoàn cảnh bất khả kháng, hoặc vì tâm yếu mềm chống chọi không lại rồi giẫm lại vết xưa. Thế đã dở lắm rồi, nhưng chúng ta cũng thành tâm sám hối đừng nản. Còn biết sám hối, chúng ta còn thấy đó là tội lỗi. Nếu buông xuôi, tội lỗi càng ngập đầu. Vì thế, có mỗi một tội lỗi phạm đến đôi ba lần, lần nào chúng ta vẫn mạnh dạn sám hối. Đừng vì tự ái không dám sám hối những lỗi đã tái phạm. Tự ái này là gốc khiến ta buông lung tột độ. Tinh thần sám hối buộc chúng ta phải thành khẩn tha thiết, hổ thẹn cầu tiến, vạch trần những lỗi lầm đã làm, cầu xin sám hối. Vì vậy, khi sám hối, đương sự phải cần cầu tha thiết. Lời lẽ trình bày chân thành rành rõ ràng thiết yếu, phát nguyện trừ cải một cách mạnh dạn mới đúng ý nghĩa sám hối. Nhưng gần đây các chùa cứ theo lệ xưa, chiều 14 và chiều 30 tổ chức lại sám hối hồng danh, sau khi lại quỳ xuống tụng nguyên bản văn dịch âm chữ Hán, Phật tử đọc thuộc lòng mà không hiểu gì hết. Như thế cứ lại tụng xong gọi là xong thời sám hối. Sám hối như thế mất hết tinh thần cao cả,
ý nghĩa thâm sâu của nó. Hằng ngày, Phật tử làm những tội lỗi gì cũng được, miễn đến ngày 14 và 30 đi sám hối một thời là sạch, quả là một việc làm lấy lợi, không đúng tinh thần đạo Phật. Lợi ích sám hối. Nếu người phạm tội một lòng thành khẩn thiết tha sám hối, sau khi sám hối tuyệt đối không tái phạm, người này chưa phải là thánh nhưng đã là bậc hiền. Bởi vì tất cả thế gian này có ai không tội lỗi, chỉ khác nhau nhiều hay ít, biết chừa cải hay không, biết chừa cải tội lỗi ấy hay không thôi. Đã có tội lỗi mà biết ăn năn hối cải, tội lỗi ấy sẽ giảm xuống dần dần cho đến hết. Người như thế không phải bậc hiền là gì? Cho nên trong cuộc sống này, chúng ta đừng đòi hỏi mình hay mọi người không có tội lỗi. Chỉ cần khi lỡ phạm tội lỗi, mình cũng như mọi người phải biết hổ thẹn ăn năn, thành tâm sám hối, nguyện chừa cải hẳn sau này. Được như thế, chúng ta đều là những con người tiến bộ, là những kẻ đã vươn lên bậc hiền thánh ở mai kia. Sám hối muốn hết tội lỗi phải nhắm thẳng động cơ chánh yếu của nó, như bài kệ này: tánh tội vốn không do tâm tạo, tâm nếu diệt rồi tội sạch trong, tội trong tâm diệt cả hai không, thế ấy mới là chân sám hối. Hành động ăn cướp ăn trộm tự nó không thể thành nghiệp, phải do lòng tham thúc đẩy. Lòng tham là động cơ chánh yếu của hành động trộm cướp. Thế nên nói tánh tội vốn không do tâm tạo. Lòng tham dứt rồi thì hành động trộm cướp làm gì còn? Quả là cả tâm cả tội đều sạch. Sự sám hối này mới là chân chánh sám hối. Chân chánh sám hối thì tội lỗi nào mà chẳng sạch. Hoặc khi sám hối thì thành khẩn tha thiết, xong sau đó lại mau quên, thỉnh thoảng lại tái phạm. Tái phạm lại sám hối, 5 lần 10 lượt như vậy. Tuy tội không sạch được, mà do bền chí sám hối, nó cũng mòn dần. Đây có thể là những trường hợp của hạng trung bình chúng ta. Chúng ta chưa được một lần sám hối là dứt khoát không phạm, mà lâu lâu lại tái phạm tội cũ. Đừng thối chí, đừng nản lòng, chúng ta lại dập đầu sám hối nữa. Biết như thế là dở, xong dở phải chịu dở chứ sao. Phải dở, phải chịu còn hơn người không biết không chịu. Có sám hối là có suy giảm tiêu mòn. Chúng ta hằng ngày mang tâm hổ thẹn, lòng thiết tha sám hối mãi, nhắc đi lặp lại đôi 30 lần, nó cũng có sức mạnh. Đây là hành động thấp mình khiến tâm ngạo mạn tiêu mất, lâu ngày công đức cũng được đầy đủ. Dám sám hối cũng là một việc can đảm, nó là sức mạnh đẩy chúng ta tiến lên. Tu mà không gan dạ sám hối, quả là người hèn nhát, che giấu không thể nào tiến lên được. Kết luận: người đời đa số có tội lỗi, tìm mọi cách khéo léo che lấp khuyết điểm cho người khác đừng thấy lỗi của mình. Chúng ta có lỗi, can đảm nhận và chịu, can đảm phơi bày cho người khác để biết sám hối. Thế đã vượt hơn người đời một bậc đáng kể rồi. Huống là biết lỗi rồi ăn năn hổ thẹn, quyết tâm chừa cải để khỏi phạm lần hai, người này hẳn đã đi theo bước đường của hiền thánh. Căn bản của sự tu hành là sửa đổi, sửa những điều dở. Nếu chúng ta không còn dở thì ai cần tu? Sửa đổi những điều dở, sám hối là thượng sách. Người biết sám hối là biết tu. Ngược lại, có lỗi mà không biết sám hối
dù có mang hình thức nhà tu, kẻ ấy cũng chưa biết tu. Sám hối với một tâm chí thành, với một lòng tha thiết, xấu hổ những lỗi đã làm, quả quyết không tái phạm. Người này không còn tội lỗi nào mà chẳng sạch. Dù có tạo tội bao nhiêu, họ vẫn là người tốt ở mai sau. Bước đầu học Phật, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, người đọc Khải Toàn. Phần 6. Cúng dường Tam Bảo. Mở đề: thấy người làm việc lành việc phải, mình tán thán bằng lời, hoặc góp một phần công, giúp một phần của để thành tựu công việc lành ấy, quả là người này đã có lòng lành đáng quý mến. Huống nữa, Tam Bảo là cây cầu đưa chúng sanh từ bến mê qua bờ giác. Tam Bảo là con thuyền cứu vớt chúng sanh đang chìm trong bể khổ, đưa đến bờ Niết Bàn. Tam Bảo là ngọn đèn sáng soi đường cho chúng sanh khỏi lạc trong rừng tối vô minh. Người phát tâm tán trợ bồi bổ tô đắp cho Tam Bảo, thường còn ở thế gian thì công đức biết bao kể xiết. Vì Tam Bảo thường còn ở thế gian, chúng ta phát tâm cúng dường, quả là việc làm tự lợi lợi tha đầy đủ. Định nghĩa: cúng dường là nuôi dưỡng khiến Tam Bảo hằng còn ở đời, tất cả những sự bảo bọc giúp đỡ gìn giữ để Tam Bảo thường còn đều gọi là cúng dường. Tam Bảo là Phật, Pháp và Tăng. Phật đã là quá khứ, chỉ còn lại hình tượng. Pháp bắt nguồn từ chữ Phạn đến chữ Hán, còn nằm sẵn trong kho tàng của nhà chùa. Tăng là những tu sĩ tu theo Phật Pháp Chánh Pháp. Chính những vị này có bổn phận gìn giữ hình tượng Phật còn, phiên dịch giảng giải Chánh Pháp. Tam Bảo đều quý kính, song hệ trọng nhất là Tăng. Nếu không có Tăng, ai gìn giữ chùa chiên, ai giảng dạy Chánh Pháp? Thế nên, cúng dường Tam Bảo là nói chung, mà hệ trọng là Tăng. Tăng chúng còn là Tam Bảo còn, Tăng chúng mất thì Tam Bảo cũng vắng bóng. Vì thế, mọi sự cúng dường đều đặt nặng vào Tăng, với mục đích Tăng Bảo tồn tại ở nhân gian. Cúng dường sai lạc. Thế mà có những người cúng dường một cách lệch lạc, mất hết ý nghĩa cúng dường. Như có một Phật tử đi chùa, đến thầy trụ trì xin cúng 5 đồng. Liền đó được nghe hỏi: cầu cái gì? Phật tử ngơ ngác. Thầy trụ trì hỏi thêm: cầu an hay cầu siêu? Phật tử bóp đầu suy nghĩ đáp: cầu siêu. Rồi ghi một dọc tên vào sổ cầu siêu. Phật tử này như thế, Phật tử khác cũng thế. Đã thành thông lệ, cúng chùa là phải cầu siêu hay cầu an? Cầu an cầu siêu cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho thân thuộc mình. Sự cúng ấy quả là vì mình. Vì mình mà đi chùa, vì mình mà cúng chùa đích thực là tham lam ích kỷ. Nếu mang một tâm niệm tham lam ích kỷ đến với đạo, chưa xứng đáng một Phật tử. Cái hư dở này tại ai? Chính tại người hướng dẫn đã chỉ lối sai lạc. Đến phần ông thầy, do Phật tử cầu siêu cầu an nên có tiền. Đồng tiền này sau một thời kinh cầu nguyện xong, ông tự coi như trọn quyền sử dụng, không có tánh cách e dè sợ sệt gì cả. Nếu một buổi lễ cầu nguyện được Phật tử cúng nhiều tiền, thế là ông mặc tình phung phí, vì tự cho do công tụng cúng của mình mà được. Thế thì đời tu hành cốt vì giác ngộ giải thoát, vô tình trở thành người tụng kinh mướn. Người tu cốt xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo, biến thành kẻ thụ hưởng. Trái với mục đích xuất gia
trở thành kẻ hư hèn chính vì nhận đồng tiền phi pháp. Cầu nguyện là một điều phụ thuộc nhỏ nhất trong Phật Pháp, vì nó không phải chân lý. Thế mà người ta thổi phồng nó lên, để rồi cả đời người tu gần như hết 80% Phật sự đều nằm trong những lễ cầu nguyện. Truyền bá một điều không phải chân lý, ắt hẳn chánh pháp phải chịu suy đồi. Người có trách nhiệm hướng dẫn Phật tử mà một bề cổ suý cho sự cầu cúng là đưa họ vào rừng sâu mê tín, gây thêm lòng tham lam ích kỷ cho họ, quả là kẻ tạo thêm tội lỗi chứ không phải người tu hành. Cúng dường đúng pháp. Người Phật tử chân chánh khi phát tâm cúng dường Tam Bảo chỉ vì mong cho Tam Bảo thường còn ở thế gian để đưa chúng sanh ra khỏi đau khổ mê lầm. Nếu đến chùa, Phật tử cúng 5-10 đồng, tăng ni có hỏi câu điều gì, Phật tử nên thưa: chúng tôi chỉ cầu mong cho chư tăng chư ni nhận món tịnh tài này để có phương tiện an ổn tu hành, hầu truyền bá chánh pháp lợi ích chúng sanh. Chỉ vì Tam Bảo, vì chúng sanh mà cúng dường, đây là tâm hồn cao thượng quảng đại vị tha. Làm việc bố thí cúng dường cao đẹp như vậy, công đức làm sao giới hạn được. Vì Tam Bảo thường còn ở thế gian để làm lợi ích cho chúng sanh, trong chúng sanh đã có bản thân mình và thân quyến mình rồi. Quên mình chỉ nghĩ đến toàn thể chúng sanh, không phải lòng lợi tha vô bờ bến là gì. Với một lòng vị tha rộng lớn như vậy, dù một số tiền nhỏ, một vật dụng mọ đem cúng dường cũng là phước đức vô biên. Cho nên nói Phật dụng tâm. Tăng ni nhận sự cúng dường chân thành của Phật tử, tự nhiên thấy mình có một trọng trách lớn lao vô cùng. Làm sao tu hành tinh tiến, làm sao truyền bá chánh pháp lợi ích chúng sanh, để xứng đáng thọ nhận những thứ cúng dường của Phật tử. Chỉ cần nỗ lực tu hành, cố gắng học tập để hiện tại và vị lai làm lợi ích chúng sanh. Nếu hiện đời, tăng, ni không làm tròn hai việc này, có thể mai kia phải mang long đội sừng để trả nợ tín thí. Biết như thế, hiểu như thế, tăng, ni làm sao dám lơ lỏng lơ là trong việc tu hành học tập. Thế là nhờ sự cúng dường chân chánh của Phật tử, thúc đẩy tăng ni đã cố gắng càng cố gắng hơn trong nhiệm vụ thiêng liêng cao cả của chính mình. Thấy mình thiếu nợ mới cố gắng lo cho đền trả bằng cách nỗ lực tu hành và độ sanh. Đây là mục tiêu Đức Phật biết tăng ni thọ nhận đồ cúng dường của Phật tử. Tăng ni là người có bổn phận hướng dẫn tín đồ cúng dường chân chánh đúng với pháp, thì cả thầy trò đều cao thượng và lợi ích lớn. Chúng ta phải gan dạ đập tan những tập tục sai lầm, đừng vì quyền lợi, đừng vì tình cảm khiến cho chánh pháp đi lần vào chỗ mờ tối suy tàn. Chúng ta là người lãnh đạo, không phải kẻ theo đuôi tín đồ để cầu được nhiều lợi dưỡng. Đã dám bỏ nhà đi tu, tức là dám nhận chịu mọi sự đói rách nghèo nàn, mọi sự gian truân khó khổ. Vô lý vì sự ăn mặc mà đi ngược lại sơ tâm siêu thoát của mình. Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa chúng tôi hoàn toàn phủ nhận sự cầu nguyện. Chúng ta thấy rõ cầu nguyện chỉ là trợ duyên nhỏ xíu, kẻ đối tượng cầu nguyện chỉ được lợi ích 1/2 phần 10 như trong kinh nói. Chúng ta đã thừa nhận nhân quả nghiệp báo là chân lý thì sự cầu nguyện là ngoại lệ, có kết quả cũng tí xíu thôi, cổ vũ cho điều phi chân lý, để cho người sao lãng chân lý là việc làm trái với chánh pháp.
vì lòng hiếu thảo của Phật tử, buộc lòng chúng ta phải cầu nguyện. Khi cầu nguyện, chúng ta phải cảnh cáo rằng việc làm này là phụ thuộc không đáng kể, kết quả ít lắm. Có thế mới khỏi lệch lạc trên đường hoằng hóa lợi ích chúng sanh. Đã thấy cầu nguyện là việc phụ, chúng ta đừng vì nó làm mất thời giờ tu học của tăng ni, làm mất thời giờ truyền bá chánh pháp. Lợi ích cúng dường. Cúng dường tam bảo được lợi ích tùy tâm niệm người Phật tử. Nếu vì mình và thân thuộc mình mà cúng dường, phước đức cũng theo tâm lượng hẹp hòi ấy. Nếu vì tam bảo thường còn và lợi ích chúng sanh, phước đức sẽ theo tâm lượng rộng rãi thênh thang này. Người Phật tử chân thật thì bao giờ hay bất cứ việc gì cũng vì lợi ích chúng sanh. Đừng khi nào để lệch lạc mục tiêu tối thượng ấy. Chư Phật ra đời cũng vì chúng sanh, truyền bá chánh pháp cũng vì chúng sanh. Chúng ta đền ơn chư Phật cũng vì cứu độ chúng sanh. Đó là tâm niệm rộng lớn cao cả của người tu theo đạo Phật. Vì chúng sanh mà cúng dường tam bảo, quả thật là người Phật tử sống đúng với chánh pháp, hành đúng với chánh pháp. Hành động đúng với chánh pháp thì công đức lượng đồng với chánh pháp, nghĩa là kiếp kiếp đời đời không mất. Nếu dạy Phật tử làm phước tạo công đức, tăng ni nên dạy đúng tinh thần này. Kết luận: chúng ta tu theo đạo Phật là đi trên con đường sáng. Ánh sáng giác ngộ đến đâu thì bóng đêm mê lầm tan đến đấy. Mê tín là một bóng đêm, giác ngộ là một ngọn đèn sáng. Bóng đêm và ánh sáng, hai cái ấy không thể có đồng thời. Nếu sáng thì không tối, hoặc tối thì không sáng. Có giác ngộ là không còn mê tín, có mê tín thì không giác ngộ. Nếu chứa chấp mê tín là chúng ta đã phản bội với đạo giác ngộ. Trong đạo giác ngộ quả thật không có mê tín. Học đạo và truyền đạo giác ngộ, chúng ta cương quyết dẹp hết bóng đêm mê tín. Có được như vậy mới gọi là người trung thực với chánh pháp. Bằng ấp ủ nuôi dưỡng chứa chấp mê tín, dù kẻ ấy mỗi ngày có cúng Phật trăm lần vẫn là kẻ phá hoại chánh pháp. Thà là chúng ta cam chịu chết đói, quyết không vì lợi dưỡng mà làm những điều mê tín, dẫn dắt người đi trên đường mê tín. Đã thừa nhận mình là Phật tử, quyết định không vì lòng tham để bị một số người lợi dụng dẫn đi trên đường mê tín. Bước đầu học Phật, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, người đọc Khải Toàn. Phần 7: Phật giáo độ sanh. Mở đề: tất cả việc làm của Phật giáo đều tập chú vào lợi ích cho chúng sanh. Chúng sanh là đối tượng duy nhất của Phật giáo. Thế nên, sự truyền bá của Phật giáo vì lợi ích chúng sanh. Nếu không vì lợi ích chúng sanh, sự truyền bá ấy là vô nghĩa. Chúng sanh ở đây là những người hiện có mặt, nghe hiểu được những lời giáo hóa. Chúng ta đừng hiểu chúng sanh là những âm hồn, những kẻ chết. Nếu Phật giáo sống với những kẻ chết, thực chất Phật giáo đã chết mất rồi. Thế mà gần đây có một số tăng ni đưa Phật giáo đi vào cõi chết. Tăng ni xuất hiện đông đủ chỉ ở những đám ma chay. Phật sự quan trọng của tăng ni là đưa ma cúng đám. Đó là nét bi thảm đang xuất hiện trên hình ảnh Phật giáo Việt Nam. Cần nói một câu chính xác hơn: Phật giáo độ sanh không phải độ tử.
nếu ai cố tình đem Phật giáo vào cõi tử, chính là kẻ làm hoại diệt Phật giáo. Giảng dạy: vì tính cách độ sanh nên những người truyền giáo có bổn phận hằng dạy cho tín đồ thông hiểu Phật giáo. Mỗi ngôi chùa là nơi giảng dạy kinh điển, mỗi buổi lễ là mỗi lần giảng dạy giáo lý. Có thế, người Phật tử mới biết rõ đường lối tu hành, mới thâm nhập được giáo lý cao siêu. Phật giáo đã tự hào có một kho tàng kinh điển dồi dào, mà người Phật tử, kể cả tăng ni, đa số nhút nhát về giáo lý. Lỗi ấy tại ai? Bởi sự truyền bá còn sơ sót yếu kém, chính tăng ni phải chịu trách nhiệm. Sở dĩ có sơ sót này vì tăng ni bận quá nhiều thời giờ lo cho người chết. Một người chết, tăng ni mất mấy ngày đêm có mặt tại tang gia. Sau khi chôn cất xong, phải mất bao nhiêu ngày trong những buổi lễ trai tuần? Nếu chùa có đôi 3.000 Phật tử, thử hỏi tăng ni thời giờ đâu lo tu học và truyền bá chánh pháp? Quả là chúng ta làm lệch lạc trọng trách của mình. Việc đáng làm chúng ta lại không làm, việc không đáng làm chúng ta lại dồn hết thời giờ vào đó. Ví như người chết đã nằm cứng đờ trong quan tài, mà 3-4 vị tăng ni có khi nhiều hơn thường trực tụng kinh cho họ nghe, thử hỏi đã nghe được những gì? Đúng theo tinh thần Phật giáo, người chết sau khi tắt thở, tùy nghiệp thiện ác theo đó thì đi thọ sanh. Có ai còn lẩn quẩn bên quan tài để chúng ta tụng kinh cho họ nghe? Việc làm này quả thật không đáng. Nếu chúng ta tốn nhiều thời giờ, vì thế, việc tối quan trọng là giảng kinh dạy đạo, chúng ta phải bê tha đi. Nếu thật người chân chánh xuất gia, chúng ta phải điều chỉnh lại, đừng để đi mãi trên con đường sai lầm như thế. Chúng ta hằng nhớ trọng trách của mình là phổ biến chánh pháp lợi ích quần sanh, không phải vì tụng cúng để được lòng Phật tử. Dịch kinh viết sách. Kinh điển Phật giáo hiện giờ chưa được phiên dịch hết ra chữ Việt. Thế là trọng trách tăng ni còn nặng nề biết mấy. Những bản kinh chữ Phạn sang Trung Quốc người ta đã phiên dịch thành chữ Hán. Tạng kinh chữ Hán có mặt ở Việt Nam khá lâu rồi, tăng ni Việt Nam chưa phiên dịch được 1/10. Cho đến những nghi lễ tụng niệm hàng ngày cũng vẫn đọc theo phiên âm chữ Hán. Quả là một thiếu sót to tát của Phật giáo Việt Nam. Tại sao tăng ni không dùng hết thời giờ của mình cho việc học tập để phiên dịch kinh điển? Bởi vì Phật tử đòi hỏi việc đưa ma cúng đám, tăng ni mới thiếu thời giờ học tập. Tăng ni là người hướng dẫn Phật tử, tại sao chúng ta mãi để những đòi hỏi không đáng làm mất thời giờ vàng ngọc của người tu? Chính tại tăng ni không gan chẳng dám nói thẳng, sợ mất tình cảm, khiến tệ đoan càng ngày càng thêm. Đâu những thế, một số thiểu số tăng ni lại bài biện đủ cách rối ren, khiến đã mất thời giờ lại thêm mất thời giờ. Những kẻ này bề ngoài xem dường như thương Phật Pháp, kỳ thật họ lợi dụng Phật Pháp để làm kế sinh nhai. Người Phật tử dốt nát không biết, thấy bài biện chừng nào lại càng thích chừng nấy. Quả thật, kẻ mù dắt đám mù. Kinh điển là những phương thuốc độ đời, tăng ni là người chịu trách nhiệm truyền bá, mà không dùng hết thời giờ học tập phiên dịch
thật là trái với bổn phận biết bao. Tổ tiên chúng ta khi xưa học chữ Hán, nên tạng kinh chữ Hán vốn không có gì khó khăn. Hiện nay chúng ta học chữ Việt, tạng kinh chữ Hán là một cổ ngữ không làm sao đọc được. Tăng ni hiện nay không cố gắng dịch ra chữ Việt, vô tình chúng ta để giáo lý chết khô và chôn sâu trong tủ kinh nhà chùa. Thọ cúng dường. Khi xưa Phật còn tại thế, nếu Phật tử muốn thỉnh Phật và tăng chúng cúng dường, Phật đều thọ nhận. Đúng giờ thọ trai, Phật và chúng tăng mới đến, nghỉ ngơi giây lát rồi thọ trai. Thọ trai xong, trong gia quyến tụ hợp ngồi chung quanh Đức Phật. Ngài bị gia quyến thuyết pháp xong, Phật bị gia quyến chúc lành, đứng dậy ra về. Thế thì, người cúng dường vì Phật và tăng chúng mà cúng, người thọ cúng dường cũng vì gia chủ hiện tại mà thọ. Ngày nay, chúng ta lại khác, gặp ngày tuần, ngày giỗ của cha mẹ, Phật tử thỉnh tăng ni cúng dường. Tăng ni thọ trai xong, vì người chết tụng một biến kinh cầu nguyện xong ra về. Như vậy, người cúng vì kẻ chết mà đúng, người thọ cúng dường cũng vì kẻ chết mà cầu nguyện. Cả hai đều vì người chết. Quả là Phật giáo độ tử, đâu còn nghĩa độ sanh. Tăng ni đến nhà không có lợi ích gì cho người hiện tại hết, chỉ cầu lợi ích cho kẻ quá cố. Xong người quá cố chắc gì có mặt ở đây. Nếu người quá cố đã thác sanh nơi nào rồi, việc làm này có phải viển vông không thiết thực chăng? Tại sao chúng ta không giữ theo nếp xưa, thực hành đúng tinh thần cúng dường Phật và tăng chúng thổ trước? Để ý nghĩa độ sanh vẹn toàn, lợi ích cụ thể thiết thực tròn đủ trăm phần. Trước đã quá hay, tại sao nay chúng ta lại bỏ? Nay thật dở, tại sao chúng ta lại theo? Ở đây, chúng ta cần chỉnh lại. Đừng đưa Phật giáo vào cõi chết, gây thêm mê tín cho Phật tử, trái với đạo lý giác ngộ chân thật của Đức Thích Ca. Hơn nữa, khi xưa Đức Phật thuyết pháp cho dân chúng nghe, nhân nghe thuyết pháp dân chúng liền cúng dường cơm, Phật không thọ nhận. Phật cho nhận như thế là nhờ giảng dạy nên mới có cơm ăn, không phải do lòng chân thành phát tâm cúng dường Phật tử. Ngày nay, tại sao chúng ta đi tụng kinh cho Phật tử để được cúng cơm cúng tiền, hoan hỷ thọ nhận? Làm như thế có phải đi tụng kinh thuê chăng? Có trái với tông chỉ của Phật ngày xưa không? Ngày xưa, Đức Phật cao cả thanh bạch đến thế, ngày nay chúng ta ti tiện thấp hèn lắm vậy. Đây cũng là một điều chúng ta phải lưu tâm chỉnh đốn lại. Đừng để những tục lệ cứ dắt mãi chúng ta trong đường mê tối. Thậm chí hiện nay có một ít tăng ni đến tận nhà Phật tử, dùng đủ lời lẽ để quyên tởi, thật đau lòng thay. Đạo lý nào dạy những điều ấy? Dĩ huyễn độ chân. Hoặc có người nói đến những việc cúng đám ma chay cho Phật tử chẳng qua dĩ huyễn độ chân. Nhân cơ hội tan gia bối rối, chúng ta đến với họ để có cảm tình dẫn dắt họ vào đạo. Nhưng xin đặt câu hỏi, nếu vì cảm tình đến với đạo, mai mốt mất cảm tình thì sao? Chủ trương của đạo Phật là tự giác tự nguyện. Nếu không vì lẽ tỉnh giác đến với đạo, người ấy vẫn chưa xứng đáng là Phật tử. Huống chi, vì chiều theo tình cảm của họ, tăng ni mất hết giá trị cao thượng, thanh nhã của mình được cho đôi ba người Phật tử.
mà người truyền giáo mất hết giá trị, thử hỏi việc ấy có đáng làm không? Chúng tôi đồng ý nếu cần tăng ni đến đám ma đám tuần tại nhà Phật tử, song với điều kiện tăng gia thân quyến tụ họp lại để nghe tăng ni giảng một thời kinh, xong rồi hồi hướng công đức cho người chết. Tăng ni như thế ra về. Như thế khả dĩ nói dĩ huyễn độ chân. Bởi vì nhân người chết, chúng ta giáo hóa kẻ sống cho hiểu đạo lý. Đám tuần, ngày kỵ đều được nên tổ chức như thế. Việc làm này không trái với chánh pháp. Hoặc có người nói Đức Phật giáo lý từ bi, khi giáo hóa kẻ dương là nghĩ đến người âm, muốn làm sao cho âm dương lưỡng lợi mới đầy đủ lòng từ. Chúng tôi đồng ý lẽ này, nhưng trong chùa trước khi thọ trai, Phật dạy tăng ni phải cúng chiêm đại bàng, quỷ la sát và các quỷ thần, không phải vì kẻ âm là gì. Mỗi chiều ở chùa, hầu hết đều dùng nghi mông sơn để cúng cô hồn, đâu không phải vì kẻ âm. Hằng đêm ở chùa, hai thời công phu, tịnh độ sau đó đều được phục nguyện, âm siêu dương thế, còn gì không đủ lòng từ bi? Nếu Phật tử có lòng hiếu thảo, muốn cầu nguyện cho thân nhân, cứ đến chùa vào những thời công phu, tịnh độ, tăng ni sẽ vì nhân thân họ mà cầu nguyện cho. Có thế, không mất thời giờ tu hành của tăng ni, Phật tử cũng được mãn nguyện. Biết tôn trọng những bậc thầy hướng dẫn cho mình mới gọi là người biết đạo đức. Vì việc riêng của mình, để bậc thầy mình mất hết giá trị cao thượng là đạo đức chỗ nào? Sự hướng dẫn không khéo cả thầy lẫn trò làm việc vô nghĩa, còn chuốc lấy sự đau khổ là khác. Khi Phật còn tại thế, chúng ta có nghe Ngài đi đưa đám lần nào đâu? Cho đến chư tỳ kheo môn đồ của Phật cũng không nghe đưa đi đám lần nào. Tại sao chúng ta hiện nay cứ bận rộn đám ma đám tuần mãi? Thế là chúng ta mãi đi đúng đường Phật dạy hay đã đi sai rồi? Cần phải vận dụng công tâm xét lại điều này. Bởi tăng ni xuất hiện trong xóm làng đều do nhà có ma chay, nên bất thần tăng ni đến nhà họ, người mà họ liền ghét sợ, coi như một điềm bất thường sắp đến cho gia đình của họ. Thật là ngày xưa xem một vị tăng đến nhà một ông Phật lại, ngày nay thì ngược lại, thử hỏi còn gì hổ thẹn cho bằng. Kết luận: chủ yếu Phật giáo độ sanh một cách thiết thực, người môn đồ Phật giáo phải thấy rõ điều này. Tất cả hành động, mọi cuộc tổ chức đều nhằm thẳng giáo hóa chúng sanh bằng con đường từ bi giác ngộ, đem hạt giống từ bi giác ngộ gieo rắc trong lòng mọi người là truyền bá đạo Phật. Ngược lại, đem tình cảm mê tín gieo rắc trong lòng tín đồ, thử hỏi đây là truyền đạo gì? Vì giải thoát cho mình, cho chúng sanh nên chúng ta đi tu. Tại sao chúng ta phải trở thành kẻ chiều chuộng phục vụ tín đồ để được cơm ăn áo mặc? Quả là điều sai đạo lý, không hợp với chánh pháp. Chúng ta phải gan dạ đập tan những tập tục sai lầm ấy, đem lại con đường tu hành cao thượng thanh bai cho chính mình và huynh đệ mai sau. Trọng trách của chúng ta không phải đóng khung cho một nhóm bổn đạo, mà phải đem đạo giác ngộ giải thoát lại cho toàn thể chúng sanh. Làm được như vậy mới đúng tinh thần Phật giáo độ sanh. Bước đầu học Phật, Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Người đọc Khải Toàn. Phần 8: Luân hồi.
Mở đề. Có một số người bảo nhà Phật nói luân hồi để ru ngủ con người trong giấc mơ mê tín. Chúng ta khảo sát kỹ coi câu nói ấy có đúng thế không. Đó là nhiệm vụ của người truyền bá Phật giáo, cần phải làm sáng tỏ vấn đề này. Bởi thuyết luân hồi là một thuyết quan trọng trong nhà Phật. Nếu là mê tín thì đạo Phật là đạo mê tín hay sao? Hẳn không phải thế. Đạo Phật là đạo giác ngộ, truyền bá những lẽ thật của mình giác ngộ được cho chúng sanh biết là nhiệm vụ của Đức Phật. Chúng ta là người nối tiếp theo sau Đức Phật, cần phải nghiên cứu tường tận, giải bài rõ ràng để mọi người hiểu được khỏi sanh nghi ngờ là một điều cần yếu không thể thiếu được. Lý luân hồi là một cơ cấu hệ trọng trong Phật Pháp, bao gồm cả nhân quả, nghiệp báo là căn bản đạo đức của người tu Phật. Không thông lý luân hồi, người Phật tử khó bề tu tiến được. Do đó, chúng ta phải tìm hiểu cho thấu đáo. Định nghĩa. Luân hồi là xoay vần, cứ mãi đảo lên lộn xuống, xoay vần trong khuôn khổ cố định. Mọi sự chuyển thay biến thể không thể đứng yên một vị trí nào, hằng xê dịch biến thiên từ trạng thái này sang trạng thái khác, từ hình tướng này sang hình tướng khác. Tất cả sự biến thiên đều tùy duyên thăng trầm, không nhất định là luân hồi. Luân hồi là sự thật. Qua định nghĩa trên, chúng ta thấy luân hồi là một triết lý thực tiễn, không còn gì phải nghi ngờ. Bởi vì con người và vũ trụ hiện tại đều nằm chung trong một định luật biến thiên. A. Quả đất luân hồi. Nhờ khoa học phát minh cho biết quả địa cầu chúng ta đang xoay tròn quanh một cái trục trong không gian. Do sự xoay tròn này, phía nào của trái đất hướng về mặt trời là sáng, bị khuất là tối. Từ đó, con người mới đặt ra thời gian. Sự xoay tròn này không phải luân hồi là gì? Quả đất xoay khiến có ngày đêm và 24 tiếng đồng hồ, rất nhịp nhàng theo chiều quay của trái đất. Lại có chia xuân hạ thu đông do sự xê dịch gần và xa của mặt trời. Từ sự xoay tròn của trái đất nảy sanh thời gian. Thời gian và trái đất đều là luân hồi. Quả đất là chỗ tựa nương để sống còn của vạn vật và con người. Bản thân nó đã luân hồi thì những vật nương tựa vào nó làm sao khỏi luân hồi. Thế thì cả vũ trụ lẫn vạn vật cùng toàn thể chúng sanh đều là luân hồi. Đó là một sự thật căn cứ trên khoa học, chứ không phải là chuyện huyền thoại mơ hồ. Thể theo sự nhận xét tổng quát này, chúng ta cần đi chi tiết hơn cho dễ hiểu. B. Vạn vật luân hồi. Muôn vật trên quả địa cầu đều cùng chung luân hồi. Về sinh vật, từ trái cây cọng cỏ, bởi do hạt nảy mầm tăng trưởng thành cây, sanh hạt, đảo đi lộn lại, mãi không cùng. Các loài động vật thì từ trứng nở thành con lại sanh trứng, hoặc từ bào thai thành hình, khi trưởng thành lại có bào thai, lẫn quẩn lanh quanh không cùng. Đó là chúng ta nói sự luân hồi trong cuộc tiếp nối. Đến ngay bản thân sự vật cũng bị luân hồi. Chúng sanh trưởng thành là do đất, nước, gió, lửa. Khi tan hoại cũng trở về đất, nước, gió, lửa, tụ lại tán ra theo duyên biến chuyển chẳng cùng. Bản chất của đất, nước, gió, lửa vẫn bị luân hồi. Như sáng sớm, chúng ta lấy thau múc 1/3 thau nước đem để ngoài trời nắng. Đến chiều, thau nước cạn khô, thử hỏi nước đi đâu? Nước mất hết rồi sao? Nước không đi đâu, nước cũng chẳng mất đâu. Chẳng qua
Nước là thể lỏng do ánh nắng nóng bốc lên thành thể hơi. Theo hơi gió bàn bạc trong hư không nào có định xứ. Thể hơi gặp khí lạnh, động lại rơi xuống thành nước. Nước lại bốc thành hơi, cứ thế mãi luân hồi không cùng. Gió, lửa, đất cũng thế, tùy duyên tùy hình thái này chuyển sang hình thái khác, đổi đổi thay thay không có ngày cùng. Tìm chỗ bắt đầu và chung cục của chúng không thể được. Hình tướng trạng thái luôn luôn thay đổi, sự thật vẫn không bao giờ mất. Từ một hình tướng thô đổi thành một trạng thái tế, với cái nhìn thô thiển người ta bảo là mất, thật sự nào có mất, chỉ là biến thái. C. Con người luân hồi. Nói đến con người, tạm chia thành hai phần, vật chất và tinh thần, như bóng đèn và điện. Ngọn đèn phát huy được ánh sáng phải có đủ hai điều kiện hỗ tương nhau. Có bóng đèn mà không có điện trở thành vô ích, có điện mà không có bóng đèn cũng vô nghĩa. Sự hỗ tương giữa điện và bóng đèn không thể tách rời, không thể đặt giá trị thiên trọng, không thể xem như chủ khách. Cần phải xét thấy sự tương trợ bất khả phân ly. Tinh thần và vật chất của con người cũng như thế. Mọi sự phân chia khinh trọng đều sai ý nghĩa chân thật của nó. Vì muốn thấy sự luân hồi tường tận, chúng ta tạm nhìn con người ở hai mặt để dễ bề nhận xét. Vật chất luân hồi. Phần vật chất nơi con người, nhà Phật chia tổng quát làm bốn phần: đất, nước, gió, lửa. Những loại cứng trong thân người như da, thịt, gân, xương, tóc, lông, răng, móng thuộc về chất. Các loại ướt như máu mủ, mồ hôi, đàm giải, nước mắt, nước mũi thuộc về nước. Hít không khí vào cho phổi hô hấp, quả tim đập, các mạch máu nhảy, mọi thứ động thuộc về gió. Nhiệt độ trong người làm cho thức ăn tiêu hóa, máu không đông đặc, ấm áp toàn thân thuộc về lửa. Bốn thứ này thiếu một là con người chết. Ở đây chúng ta phân tích sự luân hồi từng thứ. Đất luân hồi. Thâu nhận tế bào mới, đào thải tế bào cũ, thay mới đổi cũ không lúc nào dừng, ấy là luân hồi. Nước luân hồi, máu từ quả tim chạy khắp các mạch, rồi trở về quả tim, chạy ra, trở về. Sự tuần hoàn như vậy gọi là luân hồi. Cho đến khi sống mượn nước để bồi bổ chất ướt trong thân, lúc chết chảy ra trở về với lòng đất. Sự mượn trả mà không bao giờ mất ấy là luân hồi. Gió luân hồi. Hít không khí vô, thở ra không khí, hít vô thở ra cả đời như vậy là luân hồi. Nhờ cái động của thở hít không khí mà các cơ quan trong toàn thân hoạt động, các cơ quan hoạt động là thân sống. Đến khi thở không khí ra mà không hít lại, liền ngừng hoạt động, tức là thân chết. Thế thì sự sống thân này đích thực do luân hồi của gió. Gió ngưng luân hồi thì thân phải hoại diệt. Lửa luân hồi. Do những thức ăn có chất nóng nuôi dưỡng phần lửa trong thân, lửa dùng sưởi ấm toàn thân, thiêu đốt vật thực, lại do vật thực bồi bổ chất lửa. Cứ tiêu dùng, bồi bổ tiêu dùng, đảo đi lộn lại là luân hồi. Khi tiêu dùng mà không bồi bổ kịp, lửa từ từ tắt, con người chết. Lửa ấy trở về với thiên nhiên, tùy duyên chuyển biến trong không gian mà chưa bao giờ mất là luân hồi. Tóm lại, tứ đại tụ hợp quân bình nhau là con người sống khỏe mạnh. Nếu thiếu quân bình là ốm đau, phân tán thì tử vong.
trong khi tứ đại tụ hợp trong thân này luôn luôn biến chuyển tuần hoàn, không được ngăn trệ ứ động. Vừa bị ngăn trệ ứ động là thân này nguy ngập. Sự biến chuyển tuần hoàn của tứ đại trong thân con người gọi chung là vật chất luân hồi. Sở dĩ nói luân hồi bị biến chuyển mà không phải mất hẳn. Tinh thần luân hồi, tâm sở luân hồi. Phần tinh thần của chúng ta luôn luôn thay đổi bất thường, không bao giờ đứng yên một vị trí. Những thứ buồn, vui, yêu, ghét, thương, giận, lành, dữ, phải quấy, thường thay mặt đổi mày như trên sân khấu. Có khi chúng ta hiền lành như ông Phật, có lúc giận dữ như con cọp đói, nhiều lúc vui vẻ yêu thương, lắm khi bực bội thù địch. Những tâm trạng đổi thay không lường được, chính tự thân chúng ta cũng không ước đoán được nỗi tâm trạng của mình sẽ xảy ra những gì. Sự buồn vui thương ghét đổi thay thăng dáng nơi nội tâm chúng ta gọi là luân hồi. Nói chung, nơi con người chúng ta, hai phần vật chất lẫn tinh thần đều là tướng trạng luân hồi. Sự luân hồi của chúng ta là sự hoạt động sống còn của ta. Biết rõ vật chất tinh thần chỉ thay hình tướng trạng thái, chứ không một vật nào mất. Nếu thấy mất, chẳng qua do cái nhìn cạn cợt nông nổi mà kết luận như thế. Thực thể của nó là biến thiên mà bất diệt. Thấy đến chỗ tận cùng ấy mới khỏi nghi ngờ về lý luân hồi. Sự luân hồi ngay trong thân hiện tại này là hiện tại luân hồi. Đến sự tụ lại tan ra tụ lại của thân con người là luân hồi đời này sang đời khác. Mọi sự tụ tán đều tùy duyên khiến hình tướng trạng thái đổi khác. Ví dụ, nước do duyên nóng bốc thành hơi, gặp duyên lạnh cô động thành khối. Sự biến trạng thái này đều do duyên quyết định. Duyên quyết định cho sự luân hồi của con người là gì? Là nghiệp. Nghiệp là động cơ chánh yếu trong cuộc luân hồi của con người. Động cơ luân hồi. Nghiệp là hành động từ thân tâm con người tạo thành. Khi thành nghiệp rồi, nó thúc đẩy, dẫn dắt con người đến chỗ thành quả của nó. Chính nó là động cơ quan yếu đẩy mãi trong vòng luân hồi không ngừng của tất cả chúng sanh. Cơ quan tạo nghiệp có ba thứ: thân, miệng và ý. Nói đến nghiệp là nói đến sự toàn quyền quyết định nơi mọi người chúng ta. Không ai tạo nghiệp thế cho chúng ta, cũng không ai có thể thay thế nghiệp cho chúng ta được. Chính chúng ta là chủ nhân tạo nghiệp, cũng là chủ nhân thọ báo. Trọng trách của mọi sự khổ vui hiện tại và mai sau đều do chúng ta quyết định. Chủ trương nghiệp là chủ trương giành lại toàn quyền con người. Chúng ta là chủ nhân của chúng ta hiện tại và vị lai, không phải một đấng thượng đế hay một tha nhân nào khác tạo thành một cuộc sống an vui hay khổ đau cho chúng ta, mà chính do thân, miệng, ý của chúng ta trong quá khứ cũng như hiện tại gây nên. Chúng ta thừa nhận nghiệp do mình tạo ra đã tước hết mọi quyền năng của các đấng thiên liêng, của định mạng, của tướng số, của rủi may. Nghiệp là hành động, là thói quen nên có thể chuyển đổi. Chỉ cần nỗ lực và bền chí, nghiệp có nghiệp thiện và nghiệp ác. Nghiệp ác. Nghiệp ác là hành động làm cho con người khổ và mình khổ, hoặc ở hiện tại vị lai. Hành động này do ba cơ quan tạo nên: thân, miệng, ý. Thân làm ác, để cho thân buông lung, thích hành động giết hại sanh mạng người, hoặc thích trộm cắp tài sản của người, hoặc đắm say dâm dật trái phép, là nghiệp ác của thân. Vì hành động này
làm cho người khổ và mình khổ. Nếu hiện tại chưa đến thì vị lai cũng chịu. Miệng làm ác. Miệng ưa lời nói dối trá, lời ác độc, lời ly gián, lời thêu dệt là nghiệp ác của miệng. Vì những lời nói này khiến người nghi ngờ, bực tức, đau khổ, mang tai họa, nên hiện tại hoặc vị lai mình cũng phải nhận lấy hậu quả đau khổ ấy. Ý làm ác. Si mê, tham lam, nóng giận là nghiệp ác của ý. Chính nó là động cơ thúc đẩy thân làm ác, miệng nói ác. Bản thân nó chưa làm hại ai được, song do nó khiến thân sát phạt người, miệng chửi bới nguyền rủa người. Thân miệng mà không cộng với tham sân si thì tự nó không có lỗi lầm gì. Thế nên, tuy nói ba cơ quan tạo nghiệp mà ý là cơ quan hệ trọng hơn cả, nó là chủ động của hai cơ quan kia. Nghiệp thiện. Những hành động đem lại sự an ổn vui vẻ cho người và mình là nghiệp thiện. Sự an ổn vui vẻ chẳng những có trong hiện tại mà còn đến vị lai. Cũng do ba cơ quan tạo thành nghiệp thiện bởi thân, miệng và ý. Thân làm lành, thân không giết hại người, không trộm cắp tài sản, không dâm dật phi pháp là nghiệp thiện của thân. Tại sao không làm ba việc ấy là thiện? Bởi vì con người quý nhất là sinh mạng. Chúng ta không hại sinh mạng họ thì họ đến với chúng ta một cách an ổn không sợ sệt. Thứ yếu là tài sản. Con người tự thấy tài sản là huyết mạch của họ. Chúng ta nhất quyết không trộm cướp thì họ đến với chúng ta cũng như chúng ta đến với họ đều được an vui không hồi hộp lo âu về mất của. Hạnh phúc của gia đình là vợ chồng hòa thuận, yêu thương chinh bạch với nhau. Nếu vợ hay chồng có tình ý riêng tư với ai là gia đình bất hạnh phúc. Chúng ta giữ gìn không theo sự dâm dật phi pháp, đến với gia đình ai họ đều an ổn vui vẻ không nghi ngờ sợ sệt chi cả. Gìn giữ ba điều ấy, chúng ta đã ban sự an ổn tươi vui cho bao nhiêu người rồi, cũng chính là đem lại sự an ổn tươi vui cho gia đình chúng ta. Miệng làm lành. Miệng không nói lời dối trá, không nói ác độc, không nói ly gián, không nói thêu dệt là nghiệp lành của miệng. Vì sao? Bởi vì nói dối trá khiến người nghi ngờ mất niềm tin, đã không tin nhau làm gì có thương mến. Thế nên nói dối là căn bản khiến con người mất hết tình thương. Nói ác độc khiến người nghe sanh phẫn nộ, bực dọc đau khổ. Nói ly gián làm cho thân thuộc họ phải chia lìa, tạo thành cái khổ ái biệt ly. Nói thêu dệt là tô điểm không đúng chân lý, khiến người không tìm ra được lẽ thật. Chúng ta quyết định gìn giữ nghiệp miệng, không nói bốn điều trên là tạo được tình nghĩa thân thương giữa mình và người, đem lại cho mọi người sự an ổn, bảo vệ được tình thân của người, giúp cho người dễ nhận ra lẽ thật. Thế là chúng ta đã tạo điều kiện tốt đẹp cho xã hội biết mấy. Ý làm lành. Ý không có tham sân si là ý làm nghiệp lành. Chúng ta thường thấy mọi sự bất bình đổ vỡ đều phát nguồn từ tham sân si. Nếu chúng ta không để cho tham sân si dẫn dắt hoàn thành thì cả cuộc đời chúng ta được an ổn, cũng là nguồn an ổn cho mọi người. Ba thứ này gọi là tam độc, vì nó gây đau khổ cho mình và người không thể lường trước được. Người nào kềm cương giữ thắng được nó, đảm bảo được một đời sống an lành, cũng bảo vệ được an ninh trật tự cho người. Ngược lại, kẻ nào buông cương thả thắng, nó sẽ lôi đời họ vào hố sâu nguy hiểm, cũng gây họa hại cho khách bàng quan không ít. Thế nên,
không cho tham sân si nổi dậy là gìn giữ sự an ổn vẹn toàn cho mình và mọi người. C. Khả năng của nghiệp. Nghiệp là cái không có hình tướng mà có khả năng đáng kể. Ví như gió, tuy không thấy hình tướng mà nó thổi đất nước đều lung lay. Nghiệp cũng thế, bình thường chúng ta không thấy nó mà nó lôi chúng ta đi khắp nẻo luân hồi. Sở dĩ nó có khả năng mạnh mẽ như vậy là do tập quán lâu ngày. Như người tập hút thuốc, buổi đầu khói chỉ làm cảm thấy khó chịu, nhưng tập lâu ngày thành nghiện. Khi nghiện rồi, giá nào cũng phải tìm cho có nó. Thử hỏi cái nghiện ấy hình tướng ra sao mà điều khiển con người một cách mãnh liệt như thế? Quả thật không ai biết tướng mạo của nó, nhưng khi nó đòi hỏi, người ta phải chạy ngược chạy xuôi tìm cho ra nó. Bệnh nghiện rượu khả năng còn mạnh hơn, từ những hớp rượu cay xế mồm tập mãi thành quen, bắt đầu nghiện rượu. Khi nghiện không có rượu khiến người ta phải ùa phải mửa, oằn oải nhọc nhằn, ngáp trời ngáp đất, quả thật chi phối hết khả năng con người. Chúng ta đặt câu hỏi, ai đem bệnh nghiện ấy cho chúng ta? Chính chúng ta tự tập. Tập lâu ngày thành nghiện, cái nghiện ấy do mình tạo rồi chịu. Cái nghiện ấy có ma lực gì mà đầy đọa hành hạ con người như thế? Hắn không có ma lực gì, chẳng qua tập lâu ngày thành thói quen càng lâu sức càng mạnh. Đã tự chúng ta tập thành bệnh, khi muốn hết bệnh cũng tự chúng ta gan dạ bỏ nó. Không ai có thể bỏ thế cho chúng ta. Khả năng của bệnh nghiện giống hệt khả năng nghiệp chi phối chúng ta trong lục đạo luân hồi vậy. Tự chúng ta tạo nghiệp lành hoặc dữ, tạo càng lâu thì sức mạnh càng lắm. Đến cuối cùng, chúng chi phối dẫn dắt chúng ta đi vào con đường lành hay dữ, tùy chỗ gây tạo của mình. Không phải hóa công đầy đọa, không phải thượng đế bày ra, chính chúng ta tự tạo rồi tự thọ. Khi đã thành nghiệp, chúng ta khó cưỡng được nó. Thế nên, biết chọn nghiệp lành để tạo là tự gây một sức mạnh đưa mình đến cõi lành. Cắm đầu gây nghiệp ác là tự tạo áp lực cho mình vào cõi dữ. Chính đây là quyền lựa chọn của con người, quyền định đoạt số phận ở mai hậu. Nếu cứ sống say chết ngủ, đẩy đâu đi đấy, những kẻ này về sau than trời trách đất nào có ích gì. Chúng ta có đủ thẩm quyền quyết định đời mình hiện tại và vị lai, tại sao chúng ta lại bỏ mất cái giá trị cao cả ấy? Những kết quả tốt xấu hay dở ở hiện tại và mai kia đều nằm sẵn trong tay chúng ta. Chúng ta có quyền phán quyết một bản án tốt hay xấu trong đời sống mai sau của mình. Đừng cầu khẩn van xin bất cứ một năng lực nào ngoài chúng ta. Nói đến khả năng nghiệp là khả năng của chúng ta, nghiệp và chúng ta không phải là hai. Nếu chúng ta khôn ngoan khéo léo lo tạo nghiệp lành, chúng ta dại khờ ngu muội gây tạo nghiệp ác, khổ vui sẽ tùy nghiệp mang đến cho chúng ta một cách chân thành. Tất yếu của luân hồi. Tạo nghiệp là nhân, thọ báo là quả. Tất yếu của sự luân hồi là nhân quả. Lăn lộn trong ba cõi sáu đường đều tùy thuộc nhân quả. Mình đã gây nhân, nhất định mình phải chịu quả. Quả khổ, quả vui là do nhân khổ nhân vui. Nhân quả là lẽ công bằng chân thật. Bởi mỗi cá nhân gây tạo khác nhau, nên sự thọ nhận cũng sai biệt. Sự công bằng từ nhân quả, không phải sự công bằng do ai khác đặt cho mình. Nếu do kẻ khác áp đặt cho mình là bất công rồi. Ngày nay chúng ta tạo nhân, ngày mai
chúng ta thọ quả thật là rõ ràng rành mạch biết bao. Song nói tới nhân quả là căn cứ trên thời gian suốt cả quá khứ, hiện tại, vị lai. Trong quá khứ có cái gần có cái xa, vị lai cũng thế. Khiến có những kết quả xảy ra mà đương sự không bao giờ nhớ, lại những có sự kiện gây nhân mà không thấy kết quả. Do đó, nhân quả trở thành rắc rối khó khăn, người ta khó tin khó nhận. Nhưng sự thật lúc nào cũng thật, bởi khả năng nhớ hiểu con người quá giới hạn, nên có những thắc mắc thế thôi. Nếu người nhận hiểu sai sâu về lý nhân quả, thì cuộc sống này đã có tiêu chuẩn nhắm đến và an ổn vô cùng. Vì mọi người biết, kết quả hiện tại chịu trong đời này là nhân gây ra từ thuở trước, nên khổ không oán hờn, vui không ngạo mạn. Mình làm mình chịu, chỉ quý ngang đây đã phải chọn lấy nhân tốt mà làm, để mai kia khỏi phải thọ nhận quả đau khổ. Cho nên trong kinh nói, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Kẻ trí thì sợ nhân, người ngu thì sợ quả. Do cái nhìn thấu suốt và cái nhìn nông cạn, nên có chia Bồ Tát và chúng sanh. Nhân có thiện có ác, thì quả cũng có khổ và vui. Những kẻ gây tạo nghiệp ác, ắt phải thọ quả khổ trong ba đường dữ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nghiệp ác là mình làm cho kẻ khác khổ, cân xứng với nhân mình gây. Thọ quả khổ một nơi trong ba đường dữ. Nhân khổ có khi không thành quả, do nửa chừng mình biết hối cải hoặc chuyển đổi. Nhân khổ nhất định thọ quả khổ, do sự nuôi dưỡng một cách sung mãn. Ví như có người uống rượu mà không ghiền, vì họ biết giới hạn trừ bỏ. Có người uống rượu nhất định phải ghiền rượu, vì họ mãi tiếp tục và say mê. Có nhân khổ mà không thọ quả khổ, hoặc nhất định phải thọ quả khổ cũng như thế. Người gây tạo nghiệp thiện ắt thọ quả vui trong cõi người, cõi Atula và cõi trời. Cân xứng với ba nghiệp lành mình đã tạo, nhiều ít cao thấp, kết quả cũng có hơn kém thấp cao. Có khi người tạo nghiệp lành mà không được quả lành, hoặc người tạo nghiệp lành nhất định hưởng quả lành. Ví như một số sinh viên vào học y khoa, có người không đủ khả năng học hoặc lười biếng học, nên tuy học y khoa mà không có kết quả thành bác sĩ. Có người đủ khả năng lại cần cù học tập, nhất định một ngày kia sẽ trở thành bác sĩ. Từ nhân đến quả còn cần có những sự kiện trợ giúp đầy đủ mới được viên mãn. Không thể có nhận định tất nhiên rằng có nhân là phải có quả. Bởi vì thời gian từ nhân đến quả là giai đoạn biến động, thoát ly luân hồi. Đạo Phật giải rõ lý luân hồi, nhưng không phải để mãi chịu luân hồi. Biết luân hồi tường tận rồi, Phật chỉ ra con đường thoát ly luân hồi. Đúng như ý nghĩa biết khổ, chúng ta mới tìm cách thoát khổ. Luân hồi là vòng luẩn quẩn, nhào đi lộn lại không thể thoát ra. Chấp nhận trong vòng luẩn quẩn ấy, do con người không tìm được manh mối thoát ra, hoặc không đủ khả năng để thoát ra. Như các nhà khoa học phát minh được sức hút của trái đất, mọi vật cam chịu trong vòng lọt lên rớt xuống, không sao thoát ra ngoài được. Nhưng cũng các nhà khoa học chế phi thuyền đủ khả năng vọt ra ngoài vòng hút của trái đất, đi thám hiểm các hành tinh khác. Biết rõ sức hút của trái đất rồi, mới chế được phi thuyền vọt ra ngoài sức hút. Cũng thế, Phật giải rõ lý luân hồi rồi, mới dạy phương pháp thoát ly luân hồi. Mục đích của Đạo Phật là thoát ly sanh tử luân hồi, không chấp nhận sự lanh quanh trong vòng sanh tử.
Còn trong sanh tử dù dài ngắn khổ vui, Đạo Phật đều kết luận là đau khổ. Vì cùng một số phận vô thường, chỉ thoát được luân hồi mới là an vui giải thoát. Kết luận: Đạo Phật nói lý luân hồi cũng là phát minh một sự thật của vạn vật và con người. Vì đối tượng của Đạo Phật là con người, nên trung quy đặt nặng về sự luân hồi của con người. Con người nhận hiểu thấu đáo về lý luân hồi. Nếu họ không có khả năng thoát khỏi luân hồi, tự mình chọn lựa cuộc luân hồi an vui và thoải mái. Nếu họ có khả năng thoát ly luân hồi, do hiểu luân hồi tiến tu đạo giải thoát. Biết được lý luân hồi, chúng ta biết được lẽ công bằng của con người, cũng nhận lấy sự tự do căn bản nơi chúng ta. Mọi mê tín ỷ lại đều tiêu tan, do biết ta là người quyết định thân phận của mình. Tất cả oán hờn tủi hận đều sạch hết, vì có ai áp đặt sự khổ đau cho mình mà than thở. Quả là chúng ta là con người độc lập tự do của chính mình trong hiện tại và vị lai. Dù chưa giải thoát, biết được lý luân hồi, chúng ta cũng sáng suốt và an ổn ngay trong đời sống này. Mọi tương lai đều nằm trong tay chúng ta. Chúng ta chọn quyền chọn lấy một tương lai nào theo sở thích của mình. Bước đầu học Phật. Hòa Thượng Thích Thanh Từ, người đọc Khải Toàn. Phần 9. Tam độc. Mở đề. Rắn độc, thuốc độc là thứ người đời rất kinh sợ, nhưng không đáng sợ bằng tam độc. Vì rắn độc, thuốc độc hại người chỉ một thân này, tam độc hại người đến bao đời, bao nhiêu kiếp. Nếu đáng sợ, chúng ta nên sợ tam độc hơn tất cả thứ độc khác. Thế mà, người đời chẳng những không sợ tam độc, lại còn nuôi dưỡng chứa chấp bảo vệ, khiến nó càng ngày càng tăng trưởng. Do đó, người đời luôn luôn sống trong mâu thuẫn. Một mặt cầu mong được an ổn vui tươi, một mặt nuôi dưỡng tam độc là động cơ bất an và đau khổ. Có khác gì người kia muốn gia đình được bình an mà nuôi kẻ giặc trong nhà? Thế thì sự bình an chẳng những không có, mà đau khổ tan hoại sẽ đến nay mai. Người học đạo chúng ta phải sáng suốt nhận diện đúng mặt thật kẻ phá hoại, tiêu diệt chúng thì sự an vui sẽ đến với chúng ta. Tam độc là nguồn đau khổ của chúng sanh, là cội rễ bất an của nhân loại. Chúng ta phải hiểu nó và cố gắng trừ nó. Hình tướng tam độc. Tam độc là ba thứ ác độc mang đau khổ đến cho người, phá hoại mọi hạnh phúc an vui của con người. Theo thứ tự thông thường của nó là tham, sân, si. Song đặt đúng trật tự, từ gốc ra ngọn phải nói si, tham, sân. Si là si mê, không biết đúng lẽ thật giả, không nhận ra trái phải, không thấy được tà chánh. Ngu tối mờ mịt là tướng trạng của si. Cái si mê căn bản nhất là nhận lầm thân giả dối là cái ta chân thật. Tâm sanh diệt làm cái ta vĩnh cửu. Nơi ta đã nhận lầm thì đối tất cả đều lầm. Phát sanh bao nhiêu thứ tội lỗi về sau đều gốc từ cái lầm này, mà thân là tướng duyên hợp hư giả mà lầm chấp thân mình thật. Đã thấy thân thật rồi, sanh bao nhiêu thứ bảo vệ gìn giữ nuôi dưỡng tô điểm cho thân, giành giật đuổi bắt tìm cầu cho được những nhu cầu mà thân đòi hỏi, nhưng không bao giờ có sự thỏa mãn của bản thân,
vì nó là một thứ rẻ lỡ, càng được lại càng đòi hỏi. Chính nó là cái gốc của lòng tham vô tận sau này. Lầm chấp thân là thật, thì mọi sự vật lệ thuộc về thân cũng thấy là thật. Do đó, chẳng những lo tìm cách bảo vệ thân, cũng lo tìm cách bảo vệ những sự vật lệ thuộc. Chúng ta cố gìn giữ thân mình, cố tìm kiếm những nhu cầu để thỏa mãn thân mình, cố bảo vệ những sự vật lệ thuộc về mình, kẻ khác cũng thế. Ai cũng muốn thỏa mãn, muốn bảo vệ, xong mình được thì kẻ khác phải mất, đó là chỗ đụng nhau của con người. Nhân loại tranh đấu để được từng mảnh vụn vật chất, gốc từ chấp thân thật phát sanh. Bởi cho thân là thật, một khi nó sắp hoại thì mọi sợ sệt lo âu không sao kể hết. Về tâm, cho những thứ suy tư, nghĩ tưởng, cảm xúc phân biệt là tâm mình thật. Song những thứ ấy là tướng duyên theo bóng dáng trần cảnh, chợt có chợt không, bỗng sanh bỗng diệt, không có thực thể cũng không lâu dài. Bám vào cái giả dối tạm bợ ấy cho là tâm mình. Khi đã chấp là tâm mình rồi, mình nghĩ cái gì cũng cho là đúng, mình tưởng cái gì cũng cho là hay, mình phân biệt điều gì cũng cho là phải, bảo vệ ý kiến của mình chống đối ý kiến kẻ khác. Nếu sự chống đối của một cá nhân với một cá nhân là ý kiến bất đồng trong phạm vi cá nhân, nếu sự chống đối của quần chúng này với quần chúng khác là tranh đấu ý thức hệ, bất đồng ý kiến là mầm đau khổ triền miên từ trong gia đình đến ngoài xã hội. Nhưng mà ý kiến làm sao đồng được, bởi mỗi người sống trong mỗi môi trường khác nhau, sự huân tập hấp thụ khác nhau, kể cả những chủng nghiệp của thời quá khứ cũng khác nhau. Đương nhiên, vọng tưởng tâm thức phải khác nhau. Bởi những thứ ấy do huân tập mà có, nên những bất đồng ấy không thể tránh khỏi. Thế mà chúng ta lại bảo thủ ý kiến của mình là đúng, kẻ khác ắt cũng nhận ý kiến của họ là đúng. Hai cái đúng ấy sẽ là gốc đấu tranh. Nếu nói thẳng, ý kiến không có đúng chỉ vì phù hợp với một số người nào, với khoảng thời gian nào, đến những kẻ khác và thời gian khác là sai. Vì thế, người cố chấp ý kiến của mình là đúng, quả là họ đã sai. Càng cố chấp, càng bảo thủ ý kiến của mình là nguyên nhân đau khổ trầm trọng của con người. Chỉ khéo léo dung hòa, buông xả để cùng vui vẻ với nhau là người khôn ngoan nhất. Tham. Do chấp thân là thật nên khởi tham lam mọi nhu cầu vật chất cho thân. Lòng tham là cái hang không cùng, cái túi không đáy, cho nên không biết đến đâu là đủ. Không có, tham lam muốn có. Đã có, tham lam muốn thật nhiều. Càng được lại càng tham, mà không toại nguyện liền nổi sân. Quả thật, tham là nhân đau khổ vô hạn. Con người đến khi sắp tắt thở vẫn chưa thỏa mãn lòng tham. Tham có nhiều loại. Tham muốn thân này sống mãi không chết. Người ta coi cái chết là một họa hại tối đại của con người. Thế nên thăm hỏi nhau, chúc mừng nhau, người ta luôn mồm cầu khỏe mạnh, cầu sống lâu trăm tuổi. Bởi có ám ảnh mình sống lâu, nên kinh doanh sự nghiệp đuổi theo danh vọng, mê say sắc đẹp, thích uống ăn ngon lành, cho thỏa mãn thân này. Vì sợ chết, nên con người ta luôn luôn tránh né tiếng chết. Dù cho đến khi bệnh ngặt sắp chết,
đi mua hầm về vẫn nói nhắc cái thọ. Sự thể tham sống đầy ngập nơi con người. Có những người mang thân sống một cách khổ đau đen tối, mà nghe nói chết cũng sợ sệt. Song có sanh nhất định phải có tử, là một định án không thể di dịch, làm sao tránh được? Chỉ có sợ chết mà không biết đường tránh. Đây là nỗi khổ tuyệt vọng của con người. Vì tham sống lâu nên người ta muốn được nhiều tiền, nhiều của để bảo đảm đời sống. Muốn được nhiều của tiền, người ta phải tranh đua giành giật với nhau. Đã là giành giật thì có kẻ được người mất, kẻ được vui cười thì người mất tức tối. Vì thế, người được càng nhiều thì thù hận càng lắm. Có khi trong lúc giành giật chỉ nghĩ phần được về mình, người ta đã càng lấn dẫm đạp lên sanh mạng của kẻ khác. Cho nên cái được của ta cũng là mồ hôi nước mắt của người. Người tham tiền của nhiều thì đau khổ cũng nhiều, bởi vì đâu phải muốn là được, phải lao tâm nhọc chí, phải tốn hao bao nhiêu sức lực mới có được. Đã được lại sợ người ta phá, tìm mọi cách gìn giữ bảo vệ. Nhưng có khi nó cũng ra đi. Khổ công quá nhiều mới được, được rồi lại mất, thật là khổ đau vô kể. Danh vọng là những hạt nước lóng lánh trên ánh mặt trời. Người thích những danh vọng cao sang, nhưng khi nắm vào tay nó liền tan biến. Song người thế gian nào có biết chán, cứ một bề ngó lên, được một bậc lại muốn lên một bậc. Chính vì tham lam mong muốn, người ta phải chạy chọt cầu cạnh bợ đỡ những người có khả năng đưa mình lên. Mong cầu mà được, người ta lại thêm mong cầu. Mong cầu mà không được, người ta phải khổ đau sầu thảm. Danh vọng là miếng mồi ngon, nên ta mong ước kẻ khác cũng mong ước. Nếu ta nắm được nó trong tay, thì kẻ khác cũng tìm đủ cách để gỡ ra. Vì thế, người xưa đã nói, càng cao danh vọng càng dày gian nan. Ít có người ngồi trên chiếc ghế danh vọng được an ổn suốt đời. Song vì tánh cách hào nhoáng của danh vọng hấp dẫn mọi người dán mắt vào đó không biết mỏi. Đuổi bắt danh vọng như những đứa bé đuổi bắt trái bóng, cuối cùng chỉ chuốc lấy sự mệt nhừ. Chỉ ai khôn ngoan, khéo biết dừng, người đó sẽ được an ổn. Sắc đẹp cũng là một thứ men say khiến nhiều người đắm mê theo đuổi. Bao nhiêu danh từ hạnh phúc yêu đương êm tai, ngọt dịu, thúc đẩy khách si tình chìm sâu trong biển ái, rốt cuộc chỉ là những ảo tưởng đảo điên do con người điên đảo bài bịa. Hạnh phúc là chiếc mặt nạ của khổ đau. Khi lột chiếc mặt nạ ấy ra, liền lộ nguyên hình đau khổ. Nhưng con người là bệnh nhân của sắc dục. Mặc dù biết nó là nhân đau khổ, mà họ vẫn la cà bê bết không chịu tránh xa. Người ta đuổi theo sắc dục không khi nào biết chán, như người đang khát uống nước muối, càng thêm khát. Nó mang họa hại cho bản thân chóng tàn cỗi, lại thêm nhiều sầu thảm khổ đau. Đam mê sắc dục là người tự phá hoại sanh mạng của chính mình. Những thức ngon ăn uống chỉ có giá trị khi còn tại lưỡi, nuốt qua khỏi cổ nào có ra gì. Thế mà người đời vì miếng ăn giành giật nhau, giết hại nhau. Tốn bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu sức lực chỉ vì một món ăn ngon. Hôm nay thích ăn món này, ngày mai đòi ăn món nọ. Sự thèm khát đòi hỏi thôi thúc người ta phải khốn khổ nhọc nhằn suốt đời. Rốt cuộc
một đời sống chỉ vì nô lệ cho cái lưỡi. Dù có người bảo rằng ăn uống bồi bổ sức khỏe con người cần thiết cho sự sống, song chúng ta chỉ cần ăn những thức ăn đủ sinh tố nuôi dưỡng cơ thể là tốt. Đừng cầu kỳ món ngon vật lạ, đừng đòi hỏi chả phụng khô lân. Biết chọn thức ăn đủ, bồi dưỡng thân thể khỏe mạnh là đúng, chớ để cả đời nô lệ cho cái lưỡi. Lại có lắm người cứ thích nhàn rỗi thảnh thơi, thong thả qua ngày, chẳng ưng làm lụng việc gì. Họ tự cho thân sung sướng là trên hết, không muốn làm động móng tay. Quan niệm này lâu ngày trở thành lười biếng hèn nhát. Họ là những khối thịt thường được vớt lên chiếc giường, ném xuống chiếc võng. Cả ngày họ chỉ biết hưởng thụ mà không ưng làm một công tác gì để có lợi cho mình và giúp ích cho xã hội. Nếu một đời sống mà tập như thế, kẻ đó tự chuốc bệnh hoạn vào thân và vô ích cho xã hội. Càng ở không, càng thấy thân lừ nhừ mệt nhọc, vì thân này là một cái máy hoạt động. Nếu không chịu hoạt động, máu huyết không được lưu thông, gân cốt không dẻo dai là cái cớ để bệnh hoạn. Người cố ở không cho sung sướng, đâu ngờ họ tự chuốc bệnh hoạn khổ đau. Sân, sân là nóng giận, do tham lam mà không được toại nguyện, hoặc bị ngăn trở liền nổi sân. Một khi nổi sân thì mọi tội ác nào cũng dám làm, mọi khổ đau nào cũng dám tạo. Tất cả sự hung tợn dữ dằn ác độc đều do sân mà phát sanh. Sân có loại bộc phát, có loại thầm kín. Nghe một lời nói trái tai, thấy một hành động không vừa ý, liền nổi nóng la ó ầm ầm là sân bộc phát. Loại sân này rất nguy hiểm, song đối phương dễ thấy dễ biết. Những điều gì mình muốn có bị kẻ khác ngăn trở, liền nổi giận mặt đỏ, miệng thốt ra lời bất hảo, tay chân quơ múa, toàn thân cử động một cách mất điều hòa. Nếu khi này đối phương nhường nhịn mình thì khả dĩ dịu lại, bằng không thì cơn ẩu đả khó tránh. Một phen nổi sân là một trận bão bùng họa hại hiểm nguy không thể lường trước được. Mọi hiểm nguy họa hại trong đời sống chúng ta đều do sân mang lại. Người ôm ấp lòng sân là kẻ chứa chấp rắn độc trong nhà, tai họa đến một cách dễ dàng chỉ trong giây phút. Con người được sức mạnh dằn ép lửa sân bộc phát, nhưng họ lại nuôi dưỡng nó một cách ngấm ngầm. Khi nghe ai nói trái tai, họ nổi giận mà ghìm mở trong lòng. Lòng sân này thầm lặng mà ác độc vô kể, vì đối phương không biết được để ngừa đó. Những kẻ có lòng sân thầm kín là con người sâu độc nguy hiểm. Đây là đốm lửa than, khó thấy mà lâu tàn. Người ôm lòng sân này như ngôi nhà đẹp mà chứa đầy hơi độc. Những kẻ thiếu tinh tế, nhận xét hời hợt, không sao tránh khỏi bị hơi độc làm ngạt thở. Song hại được người cũng chính là hại mình không được an ổn. Thế nên sân là mối hiểm họa cho mình cho người. Mọi khổ đau trong đời này đến muôn kiếp đều do sân gây ra. Trừ tam độc. Như trên đã thấy, tam độc là họa hại vô cùng bất tận của con người. Chúng ta phải nỗ lực thủ tiêu chúng thì đời mình mới an ổn và đem an ổn lại cho mọi người. Tam độc như một cây to, si là gốc cây, tham là thân cây, sân là cành lá. Trừ tam độc, chúng ta phải nhắm thẳng vào gốc của nó mà đoạn diệt.
gốc của nó tức là si, nên phương pháp trừ nó phải là trí tuệ. Ở đây, chúng ta dùng hai phương pháp để trừ diệt chúng. 1. Quán vô thường. Bởi do si mê chấp thân này là thật và cuộc sống lâu dài, nên dấy khởi lòng tham sống lâu, tham của cải, tham danh vọng. Ở đây, chúng ta dùng trí tuệ, quán chiếu theo thời gian, xem thân này quả thật sống lâu dài hay không. Như Phật đã nói, mạng người sống trong một hơi thở. Đây là một sự thật của kiếp người. Chỉ một hơi thở ra, không hít vào đã chết. Dù có đến 100.000 lối chết, song bất cứ lối chết nào cũng thở ra khi mà không hít lại là xong một cuộc đời. Thời gian thở ra không hít lại khoảng bao lâu? Quả thật ngắn ngủi vô cùng, chỉ trong vòng một tích tắc đồng hồ. Như thế, chúng ta kết luận mạng người sống bao lâu mà tham lam đủ thứ. Càng xét nét, chúng ta càng thấy thân này quá mỏng manh. Một luồng gió độc xông vào cũng có thể chết. Dẫm chân lên một con rắn độc bị cắn cũng có thể chết. Đi đường sẩy chân, ngã bổ cũng có thể chết. Ngồi trên xe đụng nhau cũng có thể chết. Một gân máu bể cũng có thể chết. Sự còn mất của thân này quá nhanh, không có gì đảm bảo cho sự sống của nó hết. Phút giây nào nó còn sống là biết nó sống. Phút giây khác không chắc nó lại còn. Một cơn bất thần liền ngã ra chết, nên nói thân này là vô thường. Đã thấy thân này mỏng manh như vậy, thì sự tham lam cho thân này có giá trị gì? Do trí tuệ thấy đúng như thật thân này vô thường, mọi sự tham lam theo đó được dừng, lòng sân hận cũng nguội lạnh. Những suy tư nghĩ tưởng của tâm thức cũng đổi thay từng giây phút. Chúng thay hình đổi dạng luôn luôn nên cũng thuộc vô thường. Trong một ngày mà buồn giận thương ghét đổi mày thay mặt không biết bao nhiêu lần. Mọi sự đổi thay ấy là tướng trạng vô thường, còn gì tranh chấp là chân lý. Chấp suy tư nghĩ tưởng của mình là đúng là chân lý, quả là việc dại khờ. Có khi nào lấy một cái búa trong bóng để đập nát một viên đá thật được? Cũng thế, vọng tưởng là cái vô thường tạm bợ, làm sao dùng nó suy ra được một chân lý muôn đời? Chấp nhận những suy nghĩ nghĩ tưởng của mình là đúng chân lý, quả là phi lý rồi. 2. Quán duyên sanh. Si mê chấp thân này là thật. Chúng ta hãy dùng trí tuệ đứng về mặt không gian xem xét, coi có đúng hay chăng. Từ tinh cha huyết mẹ cộng với thần thức hòa hợp thành bào thai, khi ra khỏi lòng mẹ, phải nhờ tứ đại bên ngoài nuôi dưỡng bồi bổ, thân này mới sanh trưởng. Thế là do hòa hợp mà có thân, cũng do hòa hợp được sanh trưởng. Đã là duyên hợp thì không phải một thể, chỉ là hợp tướng từ duyên sanh. Như cái nhà là hợp tướng của nhiều duyên, trên hợp tướng ấy không có cái nào là chủ của cái nhà. Cái nhà là giả tướng của nhiều duyên hợp lại. Nếu chúng ta chỉ cây cột cũng không phải cái nhà, cây kèo cũng không phải cái nhà, cho đến tất cả không có cái nào là cái nhà, đủ những thứ đó hợp lại tạm gọi là cái nhà. Cái nhà ấy là một giả tướng do duyên hợp, thân này cũng thế. Mọi sự duyên hợp đều hư giả. Chúng ta tìm đâu ra lẽ thật của thân này? Trên cái không thật mà lầm chấp cho là thật, quả thật si mê.
thấy rõ thân này duyên hợp không thật là trí tuệ. Thấy thân này không thật rồi, còn gì tham lam nhiễm trước nơi thân. Đối với thân không tham nhiễm, thì mọi nhu cầu của nó còn có nghĩa lý gì? Thấy thân đúng lẽ thật, thì si mê tan tành, tham sân theo đó cũng biến hoại. Đến như suy tư nghĩ tưởng thương ghét, trong tâm đều do sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà phát sanh. Bản thân của những tâm lý ấy không tự có, do căn trần thức hợp hòa mà sanh. Đã do duyên hợp thì không thật thể, cái không thật mà cố chấp là thật, thật quá si mê. Dùng trí tuệ soi thấu những tâm tư theo duyên thay đổi đều là hư giả. Chúng ta đã đập tan được cái si mê chấp ngã nơi nội tâm con người. Biết rõ bao nhiêu thứ suy tư nghĩ tưởng đều là ảo ảnh, còn gì chấp chặt cái nghĩ mình là đúng, cái tưởng mình là thật nữa. Do đó, chúng ta buông xả mọi vọng tưởng giả dối, sống một đời an lành trong cái bình lặng của tâm tư. Kết luận, tam độc là cội nguồn đau khổ của chúng sanh. Trừ diệt được nó, chúng sanh sẽ hưởng một đời an vui hạnh phúc. Khổ vui vốn do chứa chấp tam độc, hãy tống khứ chúng đi. Đây là căn bản của sự tu hành. Ba thứ tam độc này, si là chủ chốt. Diệt được si thì hai thứ kia tự hoại. Nhắm thẳng vào gốc mà đốn thì thân và cành đồng thời sẽ ngã theo. Vì thế, trong 12 nhân duyên, cái đầu là vô minh. Muốn cắt đứt vòng xích luân hồi của nhân duyên, chỉ nhắm thẳng vô minh. Vô minh diệt thì hành diệt. Si độc là động cơ chính yếu của tam độc. Chặn đứng được si thì toàn thể tam độc đều dừng. Đức Phật thấy được cội gốc đau khổ và đầu nguồn của thoát khổ, nên Ngài dạy Phật tử cứ ngay cái gốc ấy mà trừ. Người ứng dụng đúng như thế sẽ ít tốn công mà kết quả viên mãn. Si là gốc đau khổ, cũng như vô minh là gốc luân hồi. Vì diệt tận gốc ấy, Đức Phật dạy dùng cây búa trí tuệ đập tan nó, hoặc thắp sáng ngọn đuốc trí tuệ phá tan màn đêm vô minh. Bởi lẽ ấy, đạo Phật là đạo giác ngộ, chỉ có giác ngộ mới diệt tận cội rễ si mê. Chỉ có mặt trời giác ngộ xuất hiện lên thì đêm tối vô minh mới hoàn toàn hết sạch. Diệt được tam độc của mình là tự mình cứu bản thân, cũng đã đem sự an ổn lại cho mọi người chung quanh. Một việc làm tự lợi lợi tha đầy đủ. Tất cả Phật tử chúng ta phải tận lực cố gắng thực hiện kỳ được mới thôi. Được như vậy mới xứng đáng là người Phật tử chân chánh. Bước đầu học Phật. Hòa thượng Thích Thanh Từ, người đọc Khải Toàn. Phần 10, Từ Bi. Mở đề: tình thương là nguồn an ủi vô biên của chúng sanh đang đau khổ, là bể nước cam lồ mát ngọt để cho những người đang bị lửa trần gian thiêu đốt mặc tình nhảy tắm gội. Song phải là tình thương hoàn toàn vị tha, không nhớ một tí xíu nào mùi vị kỷ. Nếu là tình thương vị kỷ, chẳng những không làm vơi được nỗi khổ của chúng sanh, trái lại còn dìm họ chìm sâu trong biển khổ. Tình thương vị tha là vô biên không giới hạn, tràn ngập mọi loài, chan hòa trong muôn loài. Người mang tình thương này
ra trang rải cho chúng sanh, quả là một từ mẫu đang săn sóc bầy con dại. Bao nhiêu khổ đau, mọi điều ách nạn vừa gặp tình thương này, chúng đều tan biến. Cao cả thay, quý báu thay, đẹp đẽ thay, những ai đã cu mang ôm ấp tình thương vô bến hạn này. Định nghĩa: từ là ban vui, bi là cứu khổ. Ban vui cứu khổ cho người gọi là từ bi. Sự vui khổ của người xem như vui khổ của chính mình. Chia vui sớt khổ cho nhau, đấy là lòng từ bi. Vì thế, ban vui cứu khổ cho người mà không thấy ta là kẻ ban ân, kia là kẻ thọ ân. Tận tâm tận lực vì người, không có một niệm mảy may, vì mình là từ bi. Đây mới thật là tình thương chân thật. Nếu có một điểm nhỏ xíu vì mình là không phải tình thương chân thật. Có vì mình mà thương người, chính đó là thương mình không phải thương người. Một tình thương vì mình thì không hẳn là thương, bởi trái sở cầu của mình liền giận. Hoàn toàn vì người, hoàn toàn cho người mới là tình thương vô biên không giới hạn. Tình mẹ thương con chưa hẳn là từ bi, vì con không nghe lời mẹ liền giận. Tình thương từ bi là tình thương đồng hóa khổ vui của người như của mình. Mình khổ càng tiếp lo giải quyết cho hết khổ. Mình không cần biết ơn mình không kể ơn với mình. Cảm thông sự khổ vui của mọi người như thế, khởi tình thương ban vui cứu khổ là lòng từ bi. Cứu giúp để mong đền đáp là sự đổi chác, không phải lòng từ bi. Thương yêu để thỏa mãn nhu cầu riêng tư mình là lợi dụng tình thương, không phải từ bi. Mọi sự xót thương cứu giúp người không xen lẫn một tí vì mình thật là lòng từ bi. Mới tập từ bi. Muốn phát tâm từ bi, chúng ta phải tập cảm thông sự khổ vui với mọi người. Thấy người khổ, cảm như chúng ta chịu khổ. Nỗi khổ của người xem như nỗi khổ của chúng ta. Dùng mọi khả năng sẵn có dẹp khổ cho người, cũng như tiêu diệt khổ của chính bản thân mình. Người hết khổ là chúng ta hết khổ, không cần một đòi hỏi nào ngoài sự hết khổ của người. Đã xem cái khổ của người như của mình, nên nhiệt tình sốt sắng cứu giúp mà không điều kiện. Người khỏi khổ là mình an vui, không có một hậu ý nào đối với người mình cứu giúp. Nếu có hậu ý, chỉ mong đem lại cho họ sự an vui vĩnh cửu. Thấy người vui cũng như mình được vui, những cái vui của mình đã sẵn sàng chia sớt với người, bằng cách giải bài, bằng cách chia sẻ, bằng cách mong mỏi. Chia sớt với nhau cùng được vui chung, thật là hạnh phúc chân thật ở trần gian. Chỉ để một mình vui, ai sao mặc kệ, là kẻ ích kỷ xấu xa. Chính họ không bao giờ thấy sự an vui chân thật. Chúng ta phải thấy cái vui của mình là cái vui của mọi người. Cái vui của người chính là cái vui của mình. Cùng khổ cùng vui mới chính là tình thương chan hòa tràn ngập. Chỉ biết cái vui khổ riêng tư của mình là tự đóng khung trong một nhà giam riêng biệt, kẻ ấy suốt đời không bao giờ biết vui. Chúng ta trải lòng mình ra hòa nhịp với mọi con tim, chứa chan tình thương không bến hạn. Bởi cảm thông nhau trên nỗi khổ vui, chúng ta mới có nhiệt tình tích cực cùng xót khổ chia vui. Mọi bức tường ngăn cách giữa bản ngã của con người, chúng ta mạnh dạn đạp đổ,
cho sự cảm thông không bị cuộc hẹn. Thông cảm được sự khổ vui của mọi người, chúng ta bắt đầu phát tâm từ bi. Vì thế, mới tập từ bi là tập cảm thông. Tuy nhiên, lòng từ bi là không giới hạn. Khi mới tập từ bi, phải phát xuất từ gần rồi lan ra xa. Chúng ta tập cảm thông từ những người sống chung, thân thuộc của chúng ta, dần dần đến những người xa lạ bên ngoài. Nếu những người cùng chung sống với mình không thể cảm thông được, chỉ cảm thông được với những người xa lạ bên ngoài, đó là trá hình từ bi, chứ chưa phải thực chất từ bi. Chúng ta phải tập lòng từ bi có căn bản, sự kết quả chắc chắn sẽ đúng như nguyện. Đã tập từ bi. Lòng từ bi đã phát hiện nơi chúng ta, mọi sân hận tham lam theo đó tiêu diệt. Người từ bi không thể nổi nóng chửi đánh kẻ khác. Đã thấy sự đau khổ của người chính là đau khổ của mình, vô lý mình lại làm khổ mình. Chỉ thấy kẻ khác với mình không liên hệ với nhau, mới đành lòng làm họ khổ. Quả thật, cảm thông được nỗi khổ đau của người, lòng sân vừa dấy khởi liền tắt ngấm. Bởi nước từ bi tràn ngập thì không có lý do để lửa sân trỗi dậy. Lửa sân cháy hừng hực chính là lúc nước từ bi đã khô cạn. Tự người gặp cảnh khổ, người có lòng từ bi còn không nỡ lấy mắt ngó, cần phải tìm đủ cách để giải khổ cho người. Nếu khả năng chúng ta không thể giải cứu được, lòng vẫn xót xa đau đớn, huống là đích thân mình làm khổ cho người, lòng từ bi không cho phép dùng ngôn ngữ hành động làm khổ kẻ khác. Bao giờ chúng ta thích làm khổ mình, chừng đó mới vui vẻ làm khổ người. Gặp khổ, chúng ta biết rầu buồn than thở, nỡ nào làm khổ kẻ khác cho đành. Kết quả đầu của lòng từ bi là diệt sạch sân hận của chính mình. Người có lòng từ bi đâu đành tranh giành hơn thua được mất với người, bởi kẻ được thì vui, người mất phải khổ. Giành giật nhau là làm khổ cho nhau. Lòng từ bi là cứu khổ, vô lý lại đi làm khổ người. Tham lam là thu góp giành giật, từ bi là ban bố cứu giúp. Mang lòng từ bi thì mọi hành động có tính cách của tranh đua giành giật không còn. Chính của mình còn mang ra ban bố cho người, không thể có giành giật của đem về cho mình. Lòng từ bi với tham lam là hai con sông chảy ngược. Có cái này thì không thể có cái kia. Lòng từ bi đi đến đâu thì đau khổ tan đến đấy. Như ánh sáng soi đến đâu thì băng tuyết đều tan. Từ bi không dung đau khổ. Dĩ nhiên từ bi không chứa chấp tham lam. Từ bi tràn lấn tham lam phải rã rời. Với mọi lớp người trong mọi cảnh huống, chỉ một bề mang tình thương chân thật đến với họ, không một hành động ngôn ngữ để cho họ phải phiền hà. Thuần túy ban vui cứu khổ, hành động như thế là thuận hạnh từ bi. Lòng từ bi này một bề thể hiện tình thương, chiều theo sở nguyện của người. Làm trái ý người là khiến họ đau khổ, thuận hạnh từ bi là không trái ý nguyện của chúng sanh. Song tâm lý chúng sanh điên đảo, có cái khổ trá hình an vui họ lại thèm thuồng ưa muốn. Người sẵn lòng từ bi có khi cần đổi cái khổ nhỏ cho họ cái vui lớn vẫn phải làm. Hoặc những chúng sanh ngỗ nghịch mãi tạo tội không chán, người từ bi
cần phải ngăn chặn bằng cách trừng trị dữ dằn. Hiện tướng dữ để điều phục đưa người về chỗ an vui là nghịch hạnh từ bi. Hạnh từ bi này vừa mới trông như kẻ ác, nhưng mai kia mới thấy rõ lòng từ. Người thể hiện lòng từ bi này cần phải sáng suốt, thật là làm một việc khó làm. Dù thuận hạnh hay nghịch hạnh cũng là một nguồn ban vui cứu khổ. Bản chất từ bi là nhẹ nhàng mát mẻ, nên mọi chúng sanh bị nhiệt não gặp từ bi đều được an lành. Cứu kính từ bi. Lòng từ bi được viên mãn khi nào mọi vọng thức không còn, vì vọng thức chạy theo nghiệp phân biệt có yêu có ghét, khó mang tình thương chân thật bình đẳng lại cho chúng sanh. Khi nghiệp thức đã sạch, chỉ một tâm thể thênh thang bình đẳng bao trùm tất cả chúng sanh, không phân biệt ngã nhân bị thử, làm gì có thương ghét nảy sanh. Sống với tâm thể này chỉ tràn trề lên láng một tình thương. Tình thương mà không phân biệt, không còn chủ khách đối đãi, bao dung không giới hạn, là tình thương chân thật hay viên mãn lòng từ bi. Còn thấy đối đãi là còn phân biệt. Còn dụng công, mọi sự đối đãi đã tiêu dung, biết lấy đâu làm giới hạn. Cho nên ví lòng từ bi thênh thang như trời cao, bát ngát như biển cả. Từ bi trong chỗ không phân biệt, không dụng công, nên gọi là vô duyên từ. Kết luận: từ bi là tình thương hoàn toàn bất vụ lợi. Bọn ác quỷ sân giận tham lam tật đố, gặp từ bi đều chắp tay quỳ gối quy hàng. Có mặt từ bi ở đâu thì mọi khổ đau tan biến ở đó. Từ bi ngọt ngào như dòng sữa mẹ. Từ bi mát dịu như ngọn gió chiều thu. Từ bi trong sáng như ánh trăng rằm. Từ bi phát sanh muôn ngàn công đức như lòng tốt, phì nhiên nuôi dưỡng vạn vật. Chúng ta tôn trọng kính mến những ai đã mang sẵn lòng từ bi, tán thán ca ngợi ai mới phát tâm từ bi, ước mơ mong mỗi ai sẽ học tập từ bi. Mọi người chúng ta gắng công khơi dậy lòng suốt từ bi, để một ngày kia trải tràn ngập trần gian đang nhiệt não. Hạnh phúc ở nhân gian nếu có, khi nào nguồn nước từ bi tràn về. Tất cả chúng ta đừng mong đấng nào cứu khổ, chỉ chắp tay cầu nguyện mọi người đều phát tâm từ bi. Ngọn lửa khổ đau dập tắt khi trận mưa từ cội nguồn nhuần. Chân thành mong ước mọi người đều phát lòng từ bi.